Đem lên cho nó luôn đi. Hello, xin chào tất cả các tình yêu của Ngọc đến với kênh mua sắm Ngọc Ruby hàng hiệu thời trang ha. Bây giờ á là mấy đợi khoảng chút xíu nữa đi để mắt xem á, mọi người vô đông cỡ khoảng chút xíu. Rồi em sẽ đề ba em like. Thì để em coi là mọi người á là muốn like cái mặt hàng nào trước. Mấy cái áo khoác nhung á là em đã có mua rồi nha mấy chị. Em đã có mua rồi và em đã cho gửi hàng về rồi, chắc có khoảng 6 ngày. Dạ em chào chị Tâm Thanh. Có khoảng 6 ngày nữa. Mấy chị nhớ không cái áo khoác nhung màu đen, màu tím. Dạ, màu đen với màu tím á, năm ngoái mà mấy chị hay mua của em á, năm nào em cũng về hết á. Nhưng mà tại vì thường á là vô cái mùa lạnh á thì em mới mua, chứ còn không có mùa lạnh thì là em không có mua. Dạ, mà cái áo đó đẹp lắm. Dạ, đang trên đường về nha mấy chị. Mấy chị ráng đợi giùm em mấy bữa đi. Rồi, mấy chị đợi em tí xíu nữa, khách vô đông một tí. Dạ, dạ khách vô đông. Rồi, bây giờ vì cái nám ở dưới còn bao nhiêu hộp vậy? Còn có 8 hộp phải không? Rồi, vậy là bây giờ á là em sẽ like sữa tắm trước nha. Vì cái sữa tắm này á là có nghĩa là đợt này mình hên là mình mua á, là giá của nó vẫn như cũ. Chứ còn bữa trước là không mua được, nhưng mà em không có mua được nhiều. Có nghĩa là mỗi một thứ á em chỉ mua được có một chai thôi. Thì những người nào mà đã từng mua cái sữa tắm Pháp của bên trang của em á thì chắc là biết ha. Bởi vì tắm xong rồi á là cái da của mình nó mịn. Nó mịn mà nó thơm. Dạ, nó mịn và nó thơm. Rồi cái sữa tắm của Nhật á thì trong đó là sữa tắm nó làm cho mình trắng da. Rồi các thành phần váng sữa non á là nó giúp cho cái da của làn da của mình á là nó chống lại sự lão hóa. Và nó làm cho cái làn da của mình kích thích, làm cho làn da của mình là trắng lên, chống lão hóa. Và khi chúng ta, nếu mà chúng ta đi ban ngày, buổi sáng ngủ dậy chúng ta tắm một lần nữa, xong rồi chúng ta có đi chợ búa hay là cái gì đó đi ra ngoài, thì nó sẽ không có làm cho chúng ta bị ăn nắng. Dạ, thì đợt này em là em hên. Em mua được một lúc là hai dòng luôn. Một dòng á là sữa tắm của Pháp. À, thì là những người nào mà đã yêu tắm, yêu thích sữa tắm Pháp rồi á thì có nghĩa rằng là lâu lâu nó mới sale. À, và mỗi một lần nó sale thì Ngọc cũng chỉ mua được có khoảng 40 mấy chai thôi. Là mỗi một mùi á là em chỉ mua được có mười mấy chai thôi, chứ còn mua nhiều á là không có bán. Vậy tại vì mình mua sale mà, cho nên á hả là hôm nay nếu mà chị nào á mà có thích á thì là mình tranh thủ mình lấy đi, chứ bởi vì không có là coi như là ra Tết mới có lại nha mấy chị. Vì từ giờ đến Tết em cũng không biết nữa, đối với những cái mặt hàng này á là có nghĩa là nó vô chừng lắm. Có khi là mình vô mình thấy nó giá nó ở trên trời á, rồi xong cái đến khi mình vô, lâu lâu cái mình vô á thì là mình lại thấy nó sale. Nói chung là nó sale rất là thất thường. Cho nên là nếu mà những người nào mà giống như em mà phải mua hàng về bán á, là gần như là canh hàng ngày luôn á. Cứ nó sale xuống là mua, sale xuống là mua. Rồi, sữa tắm Pháp. Mỗi một thứ là em về được có 15 chai. Thì chị nào mà có thích, và nói chung sữa tắm Pháp á, là có nghĩa là thơm tuyệt vời luôn. Thơm tuyệt vời luôn. Dạ. Yeah. Phải nói rằng là hả là đỉnh luôn á nha mấy chị. À, và cách đây một tháng mấy là có nghĩa là khách vô hỏi nhưng mà hết. Dạ, tới nay mới có lại. Thì một chai nó có bao nhiêu, 500 hay 450 mấy đứa? Quên mất tiêu rồi. 450 không? Cái của Nhật. Rồi, chờ của Pháp là 450.000 một chai nha mấy chị. Dạ, và nó chỉ có kem body của Pháp. Dạ, em chỉ có kem body của Mỹ thôi. Kem body của Pháp đợt này nó không có sale. Nhưng mà mình xài kem body của Pháp.
của Mỹ nó ok hơn á chị. Dạ, kem body của Mỹ á, là nó mắc tiền hơn. Nó mắc tiền hơn, chết rồi, lậm nhùm lên dùm con. Nó mắc tiền hơn, nhưng mà nó dưỡng, nó giúp cho chúng ta dưỡng. Là nếu mà da chúng ta mà không có điều thời gian á, mà chúng ta đi tập thể dục, hoặc là lại lớn, càng lớn tuổi, làn da của chúng ta bắt đầu nó sẽ bị trổ tàn nhang đồi mùi. Rồi bắt đầu cái da của mình nó sẽ bị chảy xệ, bị nhão. Đó, thì là cái kem body của collagen. Mà mấy chị biết cái này á, là phải canh nha. Chứ nếu không canh cái hộp này là 800 ngàn á. Và ở trong thẩm mỹ viện á, nó bán cái hộp này là 1 triệu 2 hộp. Nó cái này á, là nó ok hơn cái kem body Pháp rất là nhiều. Kem body của Pháp á, là hiện giờ á, là nó không có hàng. Nó có hàng là em mua về em bán cho mấy chị liền. Nhưng cái body của Pháp á, thì nó chỉ thiên về trắng da thôi. Còn cái này á, là nó thiên về trắng da. Và nó giúp dưỡng cho làn da của mình á, là tươi trẻ. Giúp cho làn da của mình á, là săn chắc. Nói chung là ai cũng vậy hết. Đâu có ai mà có rảnh mà có thời gian mà đi tập gym đâu mấy chị. Có nhiều khi cơm áo gạo tiền buổi tối về lo cơm nước cho chồng cho con. Đâu có rảnh đâu mà đi tập thể dục. Đó, nhưng cho nên là cái hộp kem này á, là em bán rất là chạy. Bởi vì mình đánh cái này nè. Thứ nhất là nó không có làm cho cái da của mình nó rít. Mà nó làm cho cái làn da của mình á, là đánh vô chừng chút xíu thôi là nó khô. Dạ hộp này á, là giá 650 nha chị. 650 là rẻ đó. Bây giờ hộp này mà ở bên Mỹ á, là coi như là đụng vô á, là coi như là 800-900 ngàn hộp á. Còn bây giờ là nó chỉ có 600. Cái hộp này á, thì là nó nhiều kem hơn là cái chai body Pháp. Nhưng mà xài cái này rồi á, là gần như là đa số khách hàng á, là thích cái hũ này hơn. Bởi vì xài cái hũ này á, 650 650 ngàn. Là mấy chị biết sao không? Bởi vì á, trong cái body Pháp nó không có thành phần collagen. Mà mấy chị biết cái thành phần collagen á, là nó sẽ giúp trẻ hóa da. Và nó giúp cho cái làn da của mình á, là nó săn chắc lại. Cho dù mình không có đi tập thể dục. À, chị Loan Nguyễn Kim lấy hai chai. À, nhưng mà chỉ là khách cũ hết mới vậy con. Rồi ok. À, em chốt chị Loan Nguyễn Kim 650. Hả? 650. Rồi. Cái này á, là có nghĩa là những ai mà đã xài cái body của Mỹ rồi á, và cái dòng này á, thì có nghĩa là gần như là hình như là chỉ có xài cái dòng này là chủ yếu thôi. Còn cái body của Pháp á, là chị cứ xài, chị về chị xài thử đi. Rồi một body 650 kim cúc đặng, là mấy chị về á, là mấy chị tự, mấy chị đánh giá là xem em nói cái gì á, là có đúng hay không. Tại vì em đang quảng cáo cái này, vì cái này em về được đâu có cỡ khoảng 20 hộp à. Rồi Hương Thanh hũ body. Rồi Hương Thanh hũ body. Rồi vì cái này em về được có 20 hộp rồi nha, đúng không con? 20 hộp không? 20 không? Dạ, có tầm đó. Tại vì mua sale á, là không có mua được nhiều nha mấy chị. À, vì mua sale cho nên là mua được rất là ít. Chứ còn nếu mà mua nguyên giá đó thì là lúc nào cũng có đó. Nếu mua đủ giá của nó về đây em bán. Tại vì mình phải bị tiền ship nữa. Thì về đây mình bán ít nhất là phải 950 một hộp là em mới có lời. Nhưng mà cái kem này nó ngộ lắm. Là cứ cỡ khoảng tháng rưỡi, hai tháng á, là mình sẽ thấy á, là nó sale. Mà nó sale có một ngày à mấy chị. Nếu mà trong cái ngày hôm đó mình mà có nghĩa là mình không có để ý cái chương trình nó sale á, là mình qua ngày hôm sau cái nó lên lại cái giá bình thường. Rồi coi như là mình bị hụt. Cho nên là cái hũ kem này á, là nó dưỡng rất là ok. Và đặc biệt một cái là có nghĩa là mình bôi cái này nè, chừng 10 phút sau thôi, mình rờ vô cái làn da của mình nó giống như là không có đánh kem. Mà nó mịn, nó mịn dữ lắm luôn. Buổi sáng hôm sau mình tắm lại cái da của mình nó mịn. Và sau khi mình xài được có khoảng 10 ngày, mấy chị bắt đầu là mấy chị thấy cái làn da của mình nó khác hẳn liền luôn. Dạ. À, có những chị là dùng lên tới hộp thứ tư, thứ năm là cái da là
nó làm cho mình trẻ hóa da và những cái đốm nâu tàn nhang đồi mồi gì ở trên cái cánh tay của mình á là nó cũng sẽ bay đi, nó bay luôn. Dạ, cái hũ này nè nó hay lắm đó. Đó, cho nên là hả, có cái hũ nào của bé Su không, đưa đây cho Ngọc một hũ của bé Su. Con gái của Ngọc á, nó mới có, tại vì là buổi tối á, là mẹ con của Ngọc ngủ á, ở trong máy lạnh á, với lại á, là Ngọc cũng không có thời gian để mà Ngọc đi tập gym, cho nên là đa số là Ngọc xài cái hũ này. Vì xài cái hũ này á thì mình không có đi tập gym, nhưng mà cái da body của mình á là nó không có bị nhão. Da body của mình á là nó không có bị nhão. Nó làm cho cái da body của mình á là nó săn chắc, nó mịn màng. Dạ, cái hạn sử dụng của nó là có nghĩa là đâu để em coi. Mắt mũi đứa nào thấy đường nhìn thấy á, coi cho cô coi. Hôm bữa là 2024 này nè, nó nằm ở ngay hút trong đây nè. Mấy về mấy chị chết mẻ. Dạ, một hũ này là 650.000. Và em nói rồi à, nếu như mà mấy chị mà xài cái hũ này, nếu mà mấy chị có bị vấn đề gì em đền tiền lại cho mấy chị. Em đền tiền lại cho mấy chị 1 gấp 10 luôn. Mấy chị mua 650, em đền lại cho mấy chị 6,5 triệu luôn. Em là vậy đó. Đó. Chứ còn á hả, cái đáp của nó chắc nó nằm ở mé ở trên cái mé cái khúc này nè. Tại vì là bây giờ cái này á là em băng nó lại rồi. Bởi vì nếu mà không băng nó lại á, khi ship cho mấy chị á, kem nó chảy ra hết. Dạ. Tại vì á, cái tụi bu tá đó nó không có giữ. Dạ. Nó không có giữ cái đâu. À, nhiêu vậy chị ship 650.000 một hũ mà mình xài cầu có 4 tháng mới hết hũ á chị. Và Ngọc đã từng xài rồi, Ngọc và con gái của Ngọc, con gái của Ngọc nó 17 tuổi và Ngọc á là 40 mấy tuổi. Nhưng mà mấy chị biết á là em xài cái này á là nói chung là lâu dữ lắm rồi. Dạ. Vì lúc trước á là nó mắc lắm, là em mua về em xài thôi chứ em không bán. Dạ, em chỉ mua về em xài thôi, em không có bán. Đó, vì sữa tắm Pháp hồng, chai hồng. Rồi, chị Kim Cúc Đặng, sữa tắm Pháp chai hồng. Cái này date của nó tới 2023 hay 2024 gì đó. Nhưng chị Loan Nguyễn Kim là cái date của em không bao giờ mua cái gì mà date gần hết chị. Cho nên chị Loan Nguyễn Kim, nếu mà chị mua về mà chị xài mà cái da của chị nó có cái vấn đề gì, Ngọc chịu trách nhiệm hoàn toàn hết về cái làn da của chị. Chị có đồng ý không? Nếu như chị về chị xài mà chị thấy nó không có ok cái gì hết á, à, em đền tiền lại cho chị. Mà cái da của chị nó có bị cái gì á, em đền tiền lại hết cho chị. Rồi em ấy, bởi vì cái chai này á là em bán nó là tới cả ngàn chai lận rồi, chứ không phải là em mới bán có mấy chục chai này đâu. Dạ. 2024 hả? Nó nằm ngay khúc nào vậy mợ? Hả? À, trời đất ơi. Sao nó bị rớt hoài vậy? 2024 chị, 2024. Đó. Đó. 2024 chị. 2024. Cái đát của nó là 2024. Không có thấy đường. 24 tháng 24 gì? Cái gì? Đây nè, cái đát nó nằm ngay đây nè mấy chị. Cái đát nó nằm ngay đây nè. Rồi, chị Loan Nguyễn Kim lấy thêm 2. 21 hả? Đâu, hồi nãy chỉ chốt 2, bây giờ thêm 2 nữa là 4. Nè chị Loan Nguyễn Kim có nghĩa là chị chốt cho em là 4 hộp đúng không?
Rồi chị Loan Nguyễn Kim 4 hũ, tại vì cái này á, là nó chỉ có 20 hũ thôi, Hiệp Phạm 1 hũ nè. Rồi Kim Cúc Đặng. Kim Cúc Đặng một chai sữa tắm tóc màu hồng. Ủa vậy gì? Sao tự nhiên lấy cái chai đó rồi? Đây nè, cái đát của nó nằm ở ngay đây. Nhưng mà em nói rồi, em bao luôn cho mấy chị. Ngày nào Ngọc cũng ngồi ở trên đây Ngọc like. Và mấy chị xài về, nếu mà nó không có ok giống như những gì mà Ngọc quảng cáo, mấy chị có thể vô đây mấy chị gặp em, mấy chị chửi em. Dạ. Chứ còn á hả là em không có bán một cái thứ gì á mà để cho mấy chị á đi vô trong đây á, mấy chị thấy em á rồi mấy chị á hả là mắng em, chửi em, hay là nói em là cái đồ nó xạo, rồi quảng cáo không có. Dạ. Con người của em á không có sống vì cái đồng tiền ở trên cái hũ kem. Bán mấy hũ kem á đâu có sống được cả đời đâu mấy chị. Mình bán hàng là mình phải có tâm, chứ còn nếu mà mình bán hàng á mà mình vì cái đồng tiền quá đó rồi á hả là đâu có ai ủng hộ cho Ngọc đâu. Mà mấy chị biết á là Ngọc á là bán trong cái ngành này là 11 năm rồi, và có những chị á là chỉ mua của em thôi, chứ còn á hả có rất nhiều trang bán nhưng mà chỉ mua của em thôi. Là mấy chị á là rất là thích cái tính cách của em, là bởi vì em bán á là em không có thích nói nhiều. Mấy chị tin thì mấy chị mua, còn mấy chị không tin thì mấy chị không mua. Chứ còn hả là em bây giờ em có nói nhiều đi chăng nữa mà mấy chị nói là mấy chị cảm thấy mấy chị không tin thì giờ biết làm sao bây giờ. Rồi thì em quảng cáo tiếp nha, tại vì nó gần hết rồi. Còn mấy hũ con đếm đi chứ để nhận. Mười với cô là 11 hộp rồi, em còn được đúng có 11 hộp thôi. Và mấy chị biết á, mỗi một lần cái hũ kem này về của em á là hả là mấy chị á là lấy hoài luôn á. Lấy có nghĩa là bởi vì xài cái hũ này á là nó quá ok. Đây nè, cái hộp của con gái của con Su đâu rồi, cái hộp nào của con Su? Đem lên luôn rồi hả? Chết rồi. Em tính mở cái hộp của con gái em đang xài ra cho mấy chị coi. Bởi vì cái body của Pháp á là nó không làm săn da nha mấy chị. Nó chỉ làm cho trắng da thôi. Còn cái này nó làm cho da của mình nó trắng, mà nó làm cho da của mình nó săn. Bởi vì phụ nữ của mình đâu có ai mà có người á thì là rảnh thì ngày nào cũng đi tập gym, tập body này nọ à, thì những người đó rảnh. Nhưng có những người đâu có rảnh đâu. Đi làm về á, vô, lao vô trong bếp lo đồ ăn cho chồng cho con, rồi dạy học cho chồng cho con này nọ, đủ thứ hết. Lấy cái gì thời gian đâu mà đi tập thể dục. Cho nên là mấy chị á, là rất là thích mua cái hũ này. Bởi vì cái hũ kem này á, là nó sẽ làm cho cái da của mình á, là nó trẻ hóa. Nếu như mấy chị muốn cái da, làn da của mấy chị không có bị lão hóa, mà làn da của mấy chị lúc nào á mà nó cũng giống như là nó mịn màng. Và cái kem này nó đặc biệt ở một cái là mình bôi vô tới đâu á là nó mịn tới đó. Và nó không hề có tình trạng là nó làm cho cái da của mình nó bị rít. Nhất là những chị nào mà ngủ máy lạnh á, mà để cho làn da của mình mà nó khô quá đó, thì là cái làn da của mình nó là nó bị lão hóa nhanh hơn. Cho nên là cái hũ này, nếu như những người nào đã từng xài rồi á, thì em không có cần quảng cáo nhiều nữa, bởi vì mấy chị là quá rành về cái hộp này rồi. Vì những người nào mà chưa xài qua cái hũ này thì có lẽ mấy chị chưa biết, nhưng mà nếu ai mà xài qua cái này rồi á, thì là có nghĩa là không cần đi tập gym mà cái da của mình á, là nó cũng săn chắc giống như là mình đi tập gym vậy đó. À, và đặc biệt những mẹ nào mà mới vừa sanh con, cái vùng bụng á, là nó hay bị nhão. Với lại những người nào mà giống như tuổi của mình á, khi lớn tuổi á, cái da, cái bắp tay này của mình nè, là nó sẽ bắt đầu nó bị nhão. Mà mấy chị thấy da của em á lớn tuổi rồi mà mấy chị thấy em đâu có bị nhão đâu. Không hề bị nhão. Và cái vùng bụng của em á là nó rất là căng. Và em bôi á là cái bắp đùi của em á là nó cũng không có bị săn. Và những người nào mà cái làn da của mình mà nó bị rạn, nó bị săn. Dạ, một hũ là 650, mình xài được có khoảng 4-5 tháng nha chị. Một hũ. Dạ, một hũ mình xài được có khoảng 4-5 tháng. Dạ, hũ này nè. Và mấy chị phải mua được đúng nha, body collagen. Dạ. Yeah.
Và mấy chị biết ở trong thẩm mỹ viện á, mà em đi ba đó, mấy chị biết nó bán hũ này 1,2 triệu. 1,2 triệu. Là tại vì em thấy khách hàng á, em đi xuống á, nó trưng ở trong một cái tủ mỹ phẩm á, là em thấy nó trưng á, nó bán cho khách á, là 1,2 triệu đó. Dạ. À, nhưng mà em bán có 650 à. Nhưng thật sự mà nói á, cái này là sale, mấy chị mới mua được giá này. Chứ nếu nó không sale là mấy chị mua ít nhất á, là phải 950 một hũ. Dạ. Nếu như không sale mấy chị mua phải 950 một hũ. Bởi vì cái hũ này nó hay lắm. Mấy chị có thể thử, mấy chị về mấy chị có thể xài. Nếu không ok, mấy chị vô mấy chị nói em là quảng cáo, là nói dối, nói cho có thôi chứ còn không có đúng vậy. Mấy chị có thể về mấy chị cảm nhận cái sản phẩm đó, không cần em phải quảng cáo nữa. Dạ, tự mấy chị kiểm tra. Mà em nói là có, bởi vì Ngọc á, là xài cái hũ này không à. Vì em không có thời gian, em like xuống em còn phải đóng hàng. Em đóng hàng xong rồi á, là bắt đầu á, là 6-7 giờ tối rồi, nó mệt rồi. Là em làm cả ngày. Rồi chị Vũ Hồng một hũ là làm cả ngày mệt rồi. Đâu có còn đi tập gym nổi đâu. Hồi xưa đó lúc mà không có live stream á, thì mình chỉ có đăng bài không thôi. Thì mình có thể là đi tập gym, tập yoga này nọ gì được. Nhưng mà bây giờ đâu có còn thời gian gì nữa đâu mà gạch tập. Bởi vì live xong xuống á, hả là nó mệt quá trời rồi. Tập gì nổi nữa tập. Em toàn xài cái hũ này không. Nhưng mà cái hũ này xài rất là đẹp. Em đảm bảo với mấy chị luôn. Nhớ nha, mình đi tắm xong rồi á, mình ra mình bôi. Mình bôi chừng lối 10 phút sau á, mình rờ vô cái da của mình cảm giác á, là giống như là mình không có xài cái kem body vậy đó. Nó hay tới vậy đó. Và nó làm dưỡng da cho mấy chị á, có nghĩa là nó làm trẻ hóa da cho mấy chị, săn chắc da. Rồi Nguyễn Thọ, nhưng mà Nguyễn Thọ này khách cũ hả? Khách cũ hết mới. Chị Nguyễn Thọ ơi, chị là khách cũ hết mới vậy chị? À, nếu chị là khách mới thì vui lòng cho Ngọc số điện thoại. Bên trang của Ngọc á, nếu như có một cái người nào gọi yêu cầu mấy chị á, nói là người của shop Ngọc Ruby, yêu cầu mấy chị chuyển khoản, không chuyển khoản nha mấy chị. Bởi vì trang em không có chuyển khoản trước. Mình nhận hàng, kiểm tra hàng, rồi mình mới thanh toán tiền, chứ không có trả tiền trước nha mấy chị. Dạ, ba chai này là sữa tắm. Dạ, nhưng mà bởi vì em đang bán cái này, em bán cho nó xong. Bởi vì cái này nó còn có mấy hũ à. Mấy hũ không? 5 hũ không? 5 hũ. Rồi, cái hũ này bây giờ còn hình như là có 6 hũ à, phải không? 6 phải không? Rồi, 7 hũ. Dạ, đây là chính, cái này là sữa tắm của Pháp. Em xong cái này rồi em mới bán. Rồi chị Hoàng Kim một hộp. Hoàng Kim một hộp. Dạ có chị, nhưng không làm trắng nhiều nha mấy chị. Tại vì cái này á, nó thiên về làm cho da mình là săn chắc lại nó. Bởi vì khi cái tuổi của mình á, là nó lớn tuổi, mà mình không có đi tập gym, là cái da của mình bắt đầu á, là nó sẽ bị giống như là bị tàn nhang, lão hóa. Rồi bắt đầu da của mình nó sẽ bị khô, rồi nó bị nhão, bị đùng, bị chảy xệ. Nhất là ở cái vùng bụng nè, với lại cái vùng bắp tay nè, và cái bắp đùi của mình á, là nó bị là nhão nhiều nhất. Thì ở những cái vùng nào á, mà nó nhão nhiều, thì mấy chị á, hả là tập trung vào cái vùng nhão nhiều cho em. Thì mấy chị bôi một thời gian á, là cái da của mấy chị á, là tự nhiên á, là nó sẽ săn chắc lại. Và nó làm cho mình á, là không có bị nhão. Và nó làm cho cái da của mình nó trẻ hóa ra, và nó đẹp nữa. Và mấy chị nên nhớ rằng là thẩm mỹ viện nó bán cái 1,2 triệu hộp vậy đó. Em bán cho mấy chị có 650 là bởi vì Ngọc mua được sale. Nếu mà lúc nào mà em mua được sale thì giá này nha. Chứ còn không có sale á, là giá của nó là 950.000 một hộp á. Cho nên tụi nó bán 1,250 á, là cũng đúng thôi. Là bởi vì nó mua về, tại vì nó không có canh sale, nó mua về nó bán là nó phải có lời. Còn như em á, là bởi vì cô của Ngọc á, làm ở trong cái hãng bán về mỹ phẩm á, cho nên là hễ có chương trình gì đó là cô Ngọc là có nghĩa là
nắm bắt rất là nhanh, cho nên là hả, báo cho Ngọc liền là một cái là Ngọc mua liền luôn, cứ có chương trình một cái là em hốt liền luôn. Dạ rồi, ở dưới còn mấy hộp vậy con? 8 gì, 8 làm gì, 8 đếm đi chứ để không á, ở cô một hộp nè, 7 8 rồi 8 hộp cuối cùng nha mấy chị. Nguyễn Hương chốt chưa? 650, 650 ngàn. Hoàng Kim chốt chưa? Rồi còn có 8 hộp thôi nha mấy chị, là có nghĩa là hên á là mình mua được 650, còn nếu như không hên là không mua được nha mấy chị. Cái này á là có khi em bán có khi em không bán nha mấy chị, nhưng mà hả là em sẽ cố gắng, là có nghĩa là em canh thường xuyên, tại vì em biết á là em phải về thường xuyên như vậy để mấy chị vừa hết là mấy chị có kem mấy chị xài liền. Nhưng mấy chị phải xiên cho em nha, chứ nếu mà mấy chị bôi một bữa mà 10 ngày sau mấy chị mới bôi á thì thôi mấy chị đừng mua kem. Tại vì nếu mà mấy chị mua kem về mà mấy chị không có bôi á, à, thứ nhất á là nó tốn tiền, à, mà nó còn á, hả là không có đạt được hiệu quả. Mà không đạt được hiệu quả rồi mấy chị vô đây mấy chị nói em á là hộp này dùng thế nào, mình bôi body nha chị. Chị Hoàng Kim, mình bôi body, bôi toàn thân, đi tắm xong ra rồi á là bôi toàn thân hết cho em. Bôi toàn thân hết cho em là tự động á, là cỡ khoảng 10 đến 15 ngày mấy chị sẽ thấy cái làn da của mấy chị nó khác hẳn liền. Nó làm cho cái da của mình á, là bắt đầu á, nó trắng và nó săn lại và nó trẻ hóa da nha mấy chị. Tại vì cái này nó là collagen mà mấy chị thường biết là collagen là nó làm sao? Không dính chị. Kem này xài không có bị dính. Cái này bôi vô chừng 10 phút sau á là mấy chị rờ vô cái da của mấy chị á là mấy chị không thấy là dấu hiệu gì của đánh kem luôn. Nó hay vậy đó. Bôi vô chừng chút xíu thôi là mấy chị thấy là mấy chị không có nghĩ là mấy chị đánh kem luôn, tại vì nó khô rất là nhanh. Dạ. Và những người nào á mà ngủ máy lạnh á thì lại càng nên bôi, vì mình ngủ máy lạnh á là cái da của mình nó khô dữ lắm, mà mình để cái da của mình mà nó khô quá đó là nó lão hóa càng nhanh. Lão hóa là có nghĩa là cái da của mình bắt đầu nó sẽ bị nhăn, và mình bị bắt đầu mình sẽ bị tàn nhang, đồi mồi, nhăn nhão, chảy xệ. Lớn tuổi là mình bắt đầu cái da của mình nó không có còn săn chắc giống như hồi còn trẻ đâu. Thì bởi vậy em mới nói mấy chị á, nếu đã bỏ tiền ra mua được cái hộp kem này rồi, chịu khó đánh mỗi một đêm cho em. Mình đi tắm xong mình ra mình bôi lẹ mà, bôi có 10 phút một cái là xong, là nó khô queo à, nó không có dính gì vô trong cái người của mấy chị hết á. Dạ. Nếu như mà nó rít, nó làm cho mấy chị khó chịu khi ngủ á, em đền tiền lại cho chị. Dạ. Chứ còn khỏi có nói nhiều, nếu mà chị nào bôi vô mà nói mà bị rít á, trả tiền lại cho chị luôn. Dạ. Chứ còn á hả là không cần thiết phải nói nhiều. Ngọc đây á là cái tánh Ngọc á là có nghĩa thẳng lắm. Nói á là trả tiền lại liền luôn. Nhưng mà em nói là nó không có dính. Mà Ngọc nói á, Ngọc ơi có lên đầm không? Giờ này chưa lên đầm chị. 12 giờ 12 rưỡi mới lên đầm nha chị. Ngày nào cái giờ đó em mới lên đầm. Còn đầu giờ là em bán mấy cái đồ linh tinh này không mà chị. Chứ còn em không có lên đầm nha. 12 giờ hơn trở lên là Ngọc lên đầm. Cỡ khoảng 12 giờ 15. Đặt hộp mặt nạ mấy tháng rồi có gửi không để biết. Ủa chị Lan Hoa, hộp mặt nạ của chị không gửi hả? Không được chị. Nó là kem body thì mình bôi body thôi chị. Mặt là mặt, cổ là cổ. Thì nếu mà mấy chị bôi cổ cũng được, nhưng nếu mà mấy chị dùng cái hũ mà của kem cổ á thì nó sẽ ok hơn. Có nghĩa là tới cái vùng cổ á, tại vì cái kem cổ á là cái thành phần của nó á, là nó sẽ làm cho cái da cổ của mình á là nó chống nhăn, chống lão hóa, và nó làm cho da của mình nó không có bị chảy xệ. Thì nếu mà mấy chị á là ngán tiền, không có muốn bôi, không có muốn xài kem cổ, thì cái này mấy chị có thể bôi lên trên cổ nhưng không bôi mặt được nha mấy chị. Dạ, tại vì cái này nó là kem body chứ nó có phải là kem mặt đâu. Mà mấy chị bôi lên trên cái mặt, bôi lên mặt mấy chị bị đỏ da, kích ứng da, thì lúc đó mấy chị á là chị Lan Hoa để em kiểm tra, con kiểm tra coi có bị mất hàng không.
À, chị Lan Hoa chắc là tụi bưu tá nó làm mất hàng á, cho nên nó hả là chị mới không đặt. Rồi bây giờ em gửi liền cho chị Lan Hoa nè. Hả? Rồi chị Lan Hoa, chắc là tụi bưu tá nó làm mất cái đơn hàng của chị rồi. Nhưng mà tại vì nhân viên của em á, nó nhiều đơn quá, nó không có kiểm tra kịp á. Rồi lát nữa em sẽ làm việc với bên bưu điện. Em có gửi cho chị đó, nhưng mà chắc là nó bị mất á. Cho nên là Ngọc gửi hàng cho mấy chị á, thông thường là cỡ khoảng 2 cho đến 3 ngày. Và những người nào ở ngoài miền Bắc á, là từ 5 ngày, 4 tới 5 ngày. Thì nếu mà quá cái số lượng ngày đó mà mấy chị chưa nhận được hàng, mấy chị vô mấy chị báo liền với em, để em làm việc với lại bên bưu điện. Chứ còn mấy chị để im luôn, mấy chị không nói, thì là hả là Ngọc không có biết. Cho nên là Ngọc đâu có làm việc gì với bưu điện được đâu. À, nếu mà ấy là em làm việc với bên bưu điện á, là em sẽ biết được á, là cái đơn hàng của chị là nó thất lạc ở đâu, là em sẽ bắt nó đền. Còn bây giờ là Ngọc sẽ gửi cho chị. Thì chị nhớ nha, chị ở Sài Gòn hay chị ở đâu vậy chị? Chị nhớ giùm em á, là từ một ngày hôm nay em gửi, cỡ khoảng từ 4 cho đến 5 ngày. Nếu mà cái hộp mặt nạ chị chưa nhận được báo liền, thì em mới xử lý. Chị đợi tới cả tháng rồi chị mới nói, báo mấy lần rồi. Rồi vậy mấy đứa này á, là nó đọc. Rồi bây giờ em chốt lại. Nhớ giùm em nha chị Lan Hoa, 5 ngày sau. Nếu như mặt nạ chị vẫn chưa nhận được là báo lại liền với Ngọc. Nếu mà Tây Ninh là có 2 ngày rồi chị. Nếu mà là Tây Ninh á, thì có 2 đến 3 ngày. À, nếu 2 cho đến 3 ngày mà chị không có nhận được cái hộp mặt nạ đó, thì chị có thể là vô chị báo lại với em, là em sẽ làm khiếu nại với bên bưu điện, là nó sẽ đền tiền lại cho em. Hết kem cổ rồi chị. Kem cổ thứ 6 mới về nha chị. Kem cổ thứ 6 mình mới về, còn bây giờ là hết rồi. Thứ 6 kem cổ mới về. Thì kem cổ đâu có tính tiền ship đâu chị. Cái này mới tính tiền ship nè, chứ kem cổ là em tặng ship mà, tại vì cái hộp nó có chút xíu à. Cho nên là em không có lấy tiền ship mấy chị kem cổ. 950 là 950, chứ còn không có cộng tiền ship gì hết. Ngoại trừ là chị có mua thêm cái đồ gì mấy chị bỏ vô á, thì em mới tính cái tiền ship đó thôi. Rồi, dạ, ok, dạ chị. Rồi, con nốt vô trong sổ chị Lan Hoa một hũ kem cổ đi con. Rồi. Rồi cái này còn mấy hộp? Rồi, cái này là mình chỉ còn có 8 hộp cuối cùng thôi. Nếu mà mấy chị muốn cái làn da của mấy chị không có bị lão hóa da, và không có bị nhão, không có bị chảy xệ, và cái làn da của mình nó săn chắc, không cần đi tập thể dục, cái làn da của mình nó cũng săn nữa, và nó không có bị nhão, thì mua cái hũ kem. Một hũ này chúng ta có thể xài được từ 4 cho đến 5 tháng. Là em còn có cỡ khoảng 7 hũ nữa thôi là em hết. Dạ, thì là mấy chị phải đợi cho em cỡ khoảng chắc cỡ hơn tháng là nó mới có chương trình sale. Từ giờ đến Tết, là tới Noel, Tết Tây gì đó, thì chắc là nó sẽ có chương trình sale, thì là em sẽ mua. Dạ. Thông thường vì đợt này em không mua được nhiều nha mấy chị, em chỉ mua được có 20 hũ thôi. Em đặt 50 hũ nhưng mà nó chỉ có cho em mua có 20 hũ thôi, là chắc là nó không, nó sale, nó không cho mình mua nhiều. Dạ mấy chị, mấy nam nữ gì xài cũng đều được hết. Nếu mà da muốn làm cho làn da của mình đẹp thì mình cứ việc mình mua thôi. Dạ, nếu mà mình muốn làm cho cái làn da của mình nó đẹp thì mình cứ việc mình mua thôi, chứ nó đâu có bị gì đâu. Xài vô thì là nó đẹp thôi. Mình xài vô là cái da của mình nó sẽ săn chắc, và nó sẽ không có bị lão hóa da, không có bị nhão, không bị chảy xệ. Rồi những cái nếp nhăn ở trên cái làn da của mình á, là nó cũng sẽ bay luôn nha mấy chị. Nó hay vậy đó. Mình bôi vô chút xíu là cái người của mình á, là mình sẽ cảm giác được á, là nó mịn dữ lắm luôn, rờ vô trong cái da của mình nó thích dữ lắm luôn. Đến nỗi con gái của em nó 17 tuổi á, nó thích xài cái hũ này kinh khủng luôn á. Mà cái thời lúc đầu á, là cái da của nó là em rờ vô cái em nói chứ sao con không có bôi body. Cái em mới đem lên á, chỉ bôi vô, rồi bắt đầu từ đó trở đi á, là tối nào chị cũng xuyên, chị cũng bôi hết á. À,
chị bị nám cổ chân xài hết không em? Dạ nếu mà chị bị nám thì chị phải chốt về thuốc nám nha mấy chị. Nám nhưng mà nám nhiều không chị? Nám cổ chân nhưng mà nám nhiều không chị? Nếu mà mấy chị bị nám nhiều á là mấy chị phải uống qua cái thuốc nám thì nó mới hết nám. Đó. Chứ còn cái này á là nó làm cho cái da của mình nó đẹp thôi chứ nó không có trị nám nha mấy chị. À, em cái gì em nói cho nó chính xác chứ còn em không có nói linh tinh. Dạ. Nếu mà chị bị nám thì chị phải mua cái hũ thuốc nám. Nếu vậy thì chị phải mua cái hũ thuốc nám. Dạ chứ còn cái này nó không có trị nám. Bác dán hàng khó nghe lắm em. Là sao? À, chị. Mấy chị biết vì sao em phải dán như vậy không? Bởi vì nếu mà em không dán như vậy em ship ra tới nơi á là nó bung ra là nó sẽ chảy kem hết. Cho nên á là em phải dán kỹ như vậy nè. Để ra tới nơi nhưng mà mấy chị lột băng keo ra rồi á là nó bình thường, nó không bị gì hết. Dạ, yeah. Phải dán như vậy á thì là ra tới nơi á là mấy chị á là mới không có bị bung cái giòi này lên nè. Tại vì nếu mà bung cái giòi này lên là nó xịt kem ra. À, cái này là 650.000 và còn có mấy hũ à mấy chị ơi? 5 6 hũ phải không? Dạ, rồi, 5. À, tiếng dán băng keo. Đừng có dán nữa được không? Bóp dán lại được không? Hết rồi phải không? Rồi. Dạ, cái hũ body này á, là giá 650. Giá 650.000 một hộp nha mấy chị. Và nếu như ai không có, em nói luôn, nếu như người nào không có thời gian, nó không dán như này, dán ở trên đây người ta không có nghe được, hiểu không? Dán thì là mình mở cửa ra ngoài nè, hoặc là mình lôi xuống. Đăng Khôi một hộp luôn. Ủa, hồi nãy chị Nguyễn Đăng Khôi ba ơi, chốt. Nhắc lại. Nhắc lại mà. Body này của Mỹ nha chị. Hũ body này là của Mỹ. Nguyễn Đăng Khôi nè, một hộp kem 650 nè. Con kiểm tra coi. Con kiểm tra coi mình có chốt hai hũ không? Hàng của Mỹ nha chị. Cái này Ngọc là cái trang bán hàng Mỹ. Hàng Mỹ, hàng Pháp. Dạ, Mỹ với Pháp. Nhưng tất cả những cái này á là nó nhập qua bên Mỹ. Rồi bắt đầu từ Mỹ em mới gửi về tới Việt Nam. Bởi vì gia đình của em á là chỉ có đi mua hàng cho em thôi, chứ còn không có thời gian để mà bán hàng. Vì ở bên Mỹ á là không khó, rất là khó mướn nhân viên. Bởi vì mướn nhân viên nó không có dễ giống như ở Việt Nam đâu mấy chị. Mà ở bển á, một người mà mình mướn á, ít nhất là mình phải trả, ít nhất là phải mấy ngàn. Mà mình mướn 4 người thôi là thôi mình nghỉ bán luôn cho rồi đi. Lời tháng đâu có được bao nhiêu đâu mà mình mướn 4 người. Tại vì làm cái ngành này á, mấy chị biết là hiện tại ở trong shop của em tổng cộng á là luôn cả ship mà đi giao hàng á là 9 người. Dạ. Thì em bỏ qua cái khâu ship là em chỉ đụng tới cái khâu mà có nghĩa là làm hàng thôi đó. Không á là 6 người. 6 người. Thì mấy chị nghĩ là nếu mà 6 người mà em mua, mà gia đình của em á mà mướn ở bên Mỹ á, là tại vì bên Mỹ là mình phải trả bằng tiền đô chứ đâu, mình đâu có trả bằng tiền Việt được đâu. Dạ. Thì là mình đâu có mướn được. Mà mình mướn ít người quá là mình cũng không có chốt hàng kịp nữa. Dạ. Với lại là hàng về tới Việt Nam rồi mấy chị á là nhận á thì là mấy chị nhận sẽ rất là nhanh. Thu Vân Ngô. Dạ, Thu Vân Hồ. Mấy chị, em bán là một chuyện, em quảng cáo là một chuyện. Còn mấy chị về, mấy chị cứ việc xài. Nếu như mấy chị xài mà nó không được giống như những gì Ngọc quảng cáo, mấy chị có thể gửi kem lên. Dạ, mấy chị có thể là chụp hình thủ kem. À, nhưng mà em nói luôn nha, em chỉ cho thời gian đổi trả từ lúc mình nhận hàng là 3 ngày. Chứ đừng có để tới 3 tháng rồi mấy chị mới vô nói với em rằng là cái kem này xài nó không ok.
mấy chị xài hết rồi mấy chị mới kêu nó không ok là em không có trả tiền. Mấy chị chỉ có nghĩa là xài khoảng 3 ngày. Nếu mà làn da của mấy chị cảm thấy là nó không có ok. Tại vì cái này á, nếu mà mình xài vô á, mà nó không có ok á, là nó sẽ làm cho cái da của mình nó khó chịu lắm. Nó đỏ, nó rứt, rồi bắt đầu á, hả là nó sẽ bị ngứa. Còn đằng này nếu mà mình xài vô á, mình cảm thấy cái da của mình á, nó mềm, nó mịn, nó săn chắc, nó không bị nhão, nó không bị chảy xệ, thì là mấy chị biết á, là hả là em nói có đúng hay không. Cái này mấy chị có thể sợt lên trên mạng là mấy chị biết giá liền à. Chứ còn em á là hả là, nhưng mà để em nói cho mấy chị nghe, có đôi khi cái hộp nó làm giống, nhưng cái quan trọng là cái kem ở bên trong á, là nó có đúng kem không. Dạ. Cho nên á là em ngồi đây em bán, là em bán á, hồi xưa đó là không có chế độ live stream thì Ngọc bán shop là Ngọc bán 5 năm. Nhưng từ lúc là nó có cái chế độ live stream là em live 6 năm rồi. Thì em nói với mấy chị, nếu như em bán những cái sản phẩm mà nó không có ok á, thì liệu á, mấy chị có vô đây mấy chị ủng hộ cho em không? Ở trên đây khách quen của em nhiều lắm. Dạ. Tại vì giờ này á, là có thể là mấy chị đi làm, cho nên là hả là mấy chị có người vô được, có người chưa vô được. Chị Ngọc Thanh một phủ body nè. À, thì em có thể hỏi mấy chị một câu ở trên đây, là ở trên đây có ai xài cái hũ body này của Ngọc chưa? Vì có thể là trong cái top khách này á, thì là có người xài rồi mà có người chưa xài. Đó. Thì nếu mà người nào xài rồi thì mình có thể cho Ngọc một cái feedback ở trên đây được không? Là nói về cái hũ kem này sau khi là mình sử dụng, là mình sẽ thấy là cái người của mình có thay đổi không? Thì mấy chị có thể là nói giùm cho em một câu ở trên đây. Dạ, chị Tuyết Nhung, chị Nguyễn Nhung kèm số điện thoại. Nguyễn Nhung khách cũ khách mới. Nguyễn Nhung khách cũ khách mới con. Dạ. Cho nên là những chị nào á, mà đã xài rồi á, thì mình có thể á, là quảng cáo, không cần quảng cáo mà mình nói lên cái sản phẩm này ở trên đây giúp giùm cho Ngọc. Bởi vì nhiều khi em nói á, thì là mấy chị không tin. Nhưng mà để một người nào á, mà đã từng xài cái hũ này rồi á, á là những chị nào mà đã từng xài cái hũ này rồi á, thì là tự mấy chị á, là sẽ nói lên, thì là mấy chị á, là sẽ tin. Với lại dễ thấy mồ, về mà xài 3 ngày á, mà không cảm thấy ok gửi lên đây em trả tiền lại. Chứ còn nếu mà 10 ngày mới gửi lên nó lại em không trả tiền đâu nha, 3 ngày thôi. Dạ. Khi mà từ lúc mấy chị nhận cho đến lúc mấy chị trả cho em là phải là 3 ngày cộng với thời gian em gửi hàng, thì là em cho nó có khoảng 6 ngày cho đến 7 ngày ha. Vì khi mà mấy chị nhận hàng á, em dò vô trong cái lịch trình nhận hàng của mấy chị là em biết mấy chị nhận hàng ngày nào liền à. Tại vì em có cái phần mềm á, là chạy là khách của em á, là ngày nào nhận và ngày nào chưa nhận. Nhưng cái đơn của chị Lan Hoa hồi nãy á, là do là bưu tá nó làm mất hàng, nhưng nó chưa có báo cáo lên, kêu nó về bển đi và nói nó nhỏ tiếng lại. Ở dưới là còn mấy hộp vậy? Rồi vậy là chỉ còn mình chốt cho chị Tuyết, cho chị Ngọc Thanh với chị Nguyễn Nhung. Sao không có? Rồi còn em chỉ còn có 5 hộp nữa thôi nha mấy chị, hết rồi. Thì em chỉ có thể nói. Thì em chỉ nói là những chị nào á, mà đã từng xài qua cái hũ này, có lẽ là trong cái top khách này của em á, là chưa có cái chị nào xài cái hũ này hết. Cho nên là có lẽ là mấy chị là chưa có nhận ra được là cái chai này á, là nó ok như thế nào. Tại vì á, hả là nếu mà trưa một chút xíu nữa, có khoảng 12 giờ mấy á, là cái top khách
mà xài cái hũ này của em á nhiều lắm. Dạ. Cỡ khoảng chừng 12 giờ trở lên á là hả là mấy chị á, là xài cái hộp này nhiều lắm. Là mấy chị sẽ feedback lên trên đây, là mấy chị nói là tự động là mấy chị về. Nhưng mà em đã nói tới như vậy rồi á, là mấy chị đừng có sợ. Nếu mà về mình bôi mà mình cảm thấy là nó không có giống như những gì Ngọc quảng cáo, trả lên đây cho Ngọc, Ngọc trả tiền lại. Mấy chị đâu có bị cái gì đâu. Đó. Cho nên là mấy chị hả là không cần phải sợ, mua hàng của em á, là không phải sợ cái gì hết á. Dạ. Nếu như ai mà biết lịch sử của Ngọc bán hàng như thế nào á, Ngọc bán nhiều năm rồi chứ không bán mới có 1 năm, 2 năm đâu mấy chị. 11 năm rồi mấy chị. Và gia đình của em ở bên Mỹ gần như là rất là nhiều luôn. Đông lắm. Dạ. Mấy dì, mấy cô của em á nhiều lắm. Dạ. Rồi một collagen, một sữa tắm Pháp. Rồi sữa tắm Pháp nó có 3 màu. Nhưng mà em nói mấy chị khỏi cần chọn màu, bởi vì chai nào nó cũng thơm hết đó. Mấy chị khỏi cần chọn màu luôn. Màu mùi nào nó cũng thơm hết đó. Thì giả sử như mấy chị lúc trước xài chai hồng rồi, thì bây giờ mấy chị xài chai trắng. Rồi bây giờ rồi bắt đầu mấy chị xài chai xanh. Chứ cần gì mà mình cứ xài hoài một mùi. Tại vì mỗi một mùi nó sẽ thơm một cái mùi khác nhau. Dạ. Hả? Chưa thấy em. Em ở đâu vậy? Em like ở Sài Gòn. Em like ở Sài Gòn có nghĩa là hàng về tới Việt Nam là em mới like, cho nên là những người nào mà ở Sài Gòn á là mình sẽ nhận được hàng rất là nhanh. Còn nếu mà ở xa thì đó, nếu mà ở miền Tây hoặc là Tây Ninh này nọ gì đó ở gần á thì có thể là có khoảng ngày rưỡi, 2 ngày mình nhận. Nhưng nếu mà mình ở Hải Phòng, ở Hà Nội, ở Bắc Giang, nói chung là từ cái tuyến miền Bắc trở ra đó, thì là mình sẽ nhận được cỡ khoảng là một tuần. Vì 650.000 một hộp nha mấy chị. Và gần hết rồi. Cho nên là mấy chị tranh thủ chốt đi. Em còn được đúng có 4 chai thôi nha mấy chị. Cho nên là chị nào á mà có muốn chốt á, cái bình luận khách khen không nhảy lên trên đây nha Thảo. Nhưng mà nếu mà hết rồi đâu có đâu. Nhưng mà con thấy cái bình luận mà khách khen á thì con chụp lại đi nha. Chụp cái feedback lại đi. Rồi chụp lại rồi Thảo chụp cái hũ này. Rồi Thảo chụp cái feedback á của khách á, Thảo đăng lên trên luôn, đưa cho My nó đăng lên luôn để cho khách thấy. Rồi dạ. Thì là cái chị khách này là chị khách thân của em. Có nghĩa là mỗi một lần á là chỉ làm ở trong công ty á, là có nghĩa mỗi một lần chỉ mua á, là chỉ mua khẩu 6-7 hũ luôn á. Vì hôm bữa là về là chị đã lấy hết 6 hũ rồi. Có chị. Có chị. Tóc mượt không gầu. Tóc gầu hả? Chị gầu hả? Không, để từ từ đi. Dầu gội mấy chị đợi em bán xong hết cái này. Tại vì cái này nó còn có 4 hũ à. Em giải quyết nó xong rồi á, là lát nữa là em sẽ bán qua tới sữa tắm nha. Rồi bắt đầu em mới bán qua tới dầu gội. Mình đi từng sản phẩm một. Chứ còn đang bán cái này nhảy qua bán cái kia. Sữa tắm là của Pháp là 450.000 một chai. Và một cái chai này của mình á, là nó là cái sữa tắm này á, là nó là 800ml. Và nó đáp của nó là ngày 27 2005. Dạ. Ơ quên, là 2 đây nè, cái đáp của nó là nó nằm ngay đây nè. Đây. Cái đáp của nó là nó nằm ở đây nha mấy chị. Và ở dưới đây là nó là chữ Made in France nha mấy chị. Dạ, cái hũ này nó là hũ body nha mấy chị. Hũ body. Dạ. Và cái này á là nó đã dữ lắm mấy chị. Mấy chị không cần đi tập thể dục, mà mấy chị ở nhà mấy chị bôi cái kem này thôi, giống y như mấy chị đi tập thể dục vậy đó. Tại vì có những người, những chị phụ nữ á, là đi làm công sở, đi làm về á, là phải lo cơm nước, chăm con, dạy học cho con, đâu có thời gian đâu mà đi tập thể dục. Dạ. Và có những chị á, là có nghĩa là về á, là công việc quá trời luôn,
Cho nên là cái số lượng khách á, mà để mà đi tập gym, tập thể dục được á, rất là ít. Mà đa số mấy chị là bận túi bụi luôn, không có thời gian để mà đi tập gym. Thì là mấy chị xài cái hũ này, bởi vì cái thành phần ở trong cái hũ này nó là collagen, lô hội, trà xanh. Thì khi mà mình xài cái này á, là nó sẽ làm cho cái làn da của mình á, là nó săn chắc lại. Nó trắng nhưng nó không có trắng nhiều nha mấy chị. Tại vì là nó dưỡng, nó làm cho cái da của mình nó mởn lên thôi. Chứ còn nếu mà nó trắng giống như kem trộn của Việt Nam á, là không có nha. Thường là kem của Mỹ á, là nó đa số là nó dưỡng. Và nó trắng là nói chung là trắng vừa thôi. Nếu mà mấy chị muốn trắng là mấy chị phải uống cái viên uống trắng da. Chứ còn nếu mà xài cái kem body này mà kêu trắng là... Em nói là nó không trắng nha. Em nói rõ luôn nha. Nó chỉ mởn da và nó làm cho da mấy chị săn chắc lại, không có bị nhão và không có bị lão hóa da. Và nó làm cho da của mấy chị rất là đẹp, không có lão hóa da, không có bị nhăn da. Và những người nào mà ngủ máy lạnh á, là cái làn da rất là khô. Và đặc biệt nha, em nói luôn, nếu ai mà ngủ máy lạnh mà không bôi kem body á, thì là cái da của cái người đó đó là lão hóa nhanh nhất luôn. Mà nếu mà mình để cho cái làn da của mình nó lão quá, là bắt đầu nó sẽ xuất hiện tàn nhang đồi mồi, rồi bắt đầu cái da của mình nó sẽ bị sần à, rồi khi mà mình lớn tuổi rồi á, là cái da của mình á, là nó sẽ không có săn chắc giống như cái lúc mà mình hai mấy ba mấy tuổi, là nó nhão. Nhất là cái bắp tay á, cái bắp tay của mình á, là lúc đó là cái bắt đầu á, là bắt đầu nó chảy xệ xuống, chứ nó sẽ không có săn. Rồi bắt đầu cái bắp đùi của mình á, là cái da á, là nó bắt đầu nó sẽ nhăn, hoặc là cái da của mình á, là nó sẽ nhão. Với lại cái bụng của mình á, sau khi nếu mà những người nào mà sanh em bé đó, là cái da bụng của mình á, là nó sẽ bị nhão và nó sẽ bị là giống như là vết nứt và nó không có được đẹp nha. Thì là khi mình xài cái kem body này mỗi một ngày, và nhớ giúp giùm cho em, mình mua kem mắc tiền thì mình phải chịu khó mình bôi nha, chứ đừng có bôi một bữa rồi 10 ngày sau mình mới bôi một bữa. Và em xin lỗi, nếu vậy thì mình đừng mua kem nha. À, lúc đó là mình đừng có mua kem, tại vì mình mua là nó mắc tiền thì là mình phải xài. Chứ còn mua về là mua đánh bữa, 10 bữa sau mới đánh thì là khỏi, đừng có mua, tốn tiền mà không có kết quả đâu mấy chị. Tại vì nếu mà muốn có kết quả là phải bôi mỗi ngày thì mình mới thấy kết quả của nó. Còn mình bôi một bữa mà 5-7 bữa sau mình mới bôi, dạ em xin lỗi, khỏi mua mấy chị. Để không mấy chị mua về rồi mất công mấy chị vô, mấy chị la em, mấy chị nói em là hả, là nói không đúng. Trời ơi, mấy chị phải xài hàng ngày á thì nó mới thấy được kết quả chứ. Chứ còn mấy chị xài một bữa 5-7 bữa sau mấy chị mới bôi, rồi nói chị đòi kết quả ở đâu ra đó. Em đây nói thẳng lắm. Cho nên là người nào á, mua cảm thấy bôi được mỗi ngày hãy mua. Còn người nào cảm thấy lười, không có bôi được, mà cái kem này nó dễ bôi muốn chết luôn, bôi lên trên da của mình á, là bắt đầu mấy chị bôi toàn thân ra, chưa tới 10 phút nữa là bôi hết được cái người của mình rồi à. Và mấy chị chịu khó, mấy chị siêng đi. Ngày xưa đó, ông bà lúc cái thời dạ thời của ba mẹ của em ngày xưa đó, là làm gì có được những cái kem này á à. Cho nên là những cái người phụ nữ của cái thập niên 70, 80 là cái da của họ đó là nói chung là không có đẹp giống như cái thời hiện đại bây giờ. Còn bây giờ là nó đủ thứ kem hết đó, nó hỗ trợ cho mình về sắc đẹp. Dạ, yeah. Cho nên nó hả là 650.000 một hộp. Rồi, còn mấy hộp? Hai hộp phải không? Dạ đúng. Ba hộp chứ? Chị là ba. Ba. Em còn đúng có 3 hộp. Dạ được chị, bôi lên cổ luôn cũng được chị. Bôi từ cái phần cổ này mình bôi xuống. Nhưng nếu mà chúng ta xài được cái kem cổ thì nó sẽ ok hơn. Tại vì trong cái kem cổ á, là nó có thành phần là chống lão hóa và chống chảy xệ. Thì khi mà chúng ta bôi cổ á, thì là mình né. Nếu mà mình bôi cổ thì là bắt đầu mình bôi cái kem body này thì mình né cái vùng cổ. Thì là mình bôi từ ở dưới đây. Dạ, mình bôi từ ở dưới đây, mình bôi xuống toàn thân của mình. Dạ.
Và em nói luôn, cái kem này á, nếu mà người nào không mua là uổng dữ lắm luôn. Tại vì không phải lúc nào nó cũng có đâu, mà là nó có đợt. Có đợt nó có, mà có đợt nó không có. Cho nên là những lúc nào nó có thì là mấy chị nên lấy đi. Em còn được đúng 3 hộp thôi. Sữa tắm của Pháp 450.000. Em bán liền bây giờ đó chị. Tại vì cái này em còn có 3 hộp à. Rồi thôi, em bỏ nó xuống nha. Chị nào mà có muốn lấy á, thì là mình lấy. Chứ còn là mình nói hoài á, là mất công á, là nó mất thời gian. Ai thích lấy thì là mình có thể là nhắn tin vô trong tin nhắn là chốt một hũ body à. Nếu mà là mấy chị muốn làn da mấy chị không có bị nhão, không có bị chảy xệ, không có bị nhăn, không có bị lão hóa, không có bị khô và không có bị nhão, không có bị giống như là làn da của mình rờ vô á, là người của mình nó nhão nhẹt à. Dạ. Kem cổ thứ 6 mới về chị. Kem cổ thứ 6 em mới về nha mấy chị. Sữa tắm Pháp là 450. Dạ, sữa tắm Pháp là 450, còn kem body là 650 nha. Dạ. Và cái hũ này em chỉ còn được đúng 3 hũ thôi là hết nha. Cho nên chị nào mà có muốn mua thì là mình mua nhanh. Bởi vì hết rồi á, là có nghĩa nhiều khi cả tháng. Vì cái hũ này á, ở bên Mỹ á, hiện giờ nó lên giá rồi. Nó lên á, là nếu mày về tới đây là em phải bán là 850, 900 hoặc 950 gì đó. Chứ còn không có giá 650 cho mấy chị mua đâu. Và ở trong thẩm mỹ viện á, mà ở những cái bar mà em đi massage mặt hay là massage body gì đó, nó bán 1 triệu 2 một hũ. Nó bán 1 triệu 2 một hũ. Chứ còn không có bán cái giá giống như Ngọc đâu. Bởi vì là người ta làm spa, với lại là người ta phải nhập hàng liên tục để mà người bạch ta bán cho khách hàng á. Thì á, đây. Vì nói chung á, là lẽ ra là em không biết đâu. Nhưng mà bởi vì em thấy á, là những cái khách đó mà đi bar đó, người ta mua về và người ta khen rất là nhiều. Cho nên á, là em mới chụp hình, em gửi cho cô của em. Rồi em nói là coi cái hũ này nó nhiêu tiền à, thì cái lúc đó là giá nó cao. Rồi cái em mới không mua. Cái em mới nói là cô canh cái giá lúc nào nó sale á, thì là cô mua giùm cho con. Chứ còn cái giá này về bán cho khách thì mắc quá. Tại vì con thấy ở trong thẩm mỹ viện nó bán tới 1.2 triệu lần à, mà khách người ta mua quá trời luôn. Những cái người khách mà đi massage body á, là người ta mua cái hũ kem này quá trời luôn. Buổi tối trước khi đi ngủ á, là người ta bôi, hoặc là tắm xong ra bôi, là hả, là một hồi á, là cái da của mình nó khô queo à, không có còn một cái bết rít gì ở trên cái làn da hết, mà chừng lối 10-15 ngày thôi, 10 cho đến 15 ngày thôi là mấy chị sẽ thấy cái làn da mấy chị thay đổi liền luôn. Và một hũ này mình xài tới 4 tháng mới hết nha. Đến nỗi con gái của em 17 tuổi á, tối nào nó cũng bôi hết á. Nó bôi còn xiên hơn em á. Nhiều khi em 2 ngày em mới bôi rồi em nghỉ ngày. Tại vì em làm việc nhiều quá em mệt. Em cũng lười biếng em không bôi à. Nhưng mà hả, là tại vì do em ngủ máy lạnh. Nếu như em không bôi á, là cái da của em nó khô. Với lại em lớn tuổi rồi. Nếu như em không bôi á, là cái da của em nó sẽ bị trùng, bị chảy xệ, bị nhão. Nó xấu lắm. Là buộc lòng là mình phải bôi. Mà mấy chị biết con gái của em á, là cái lúc nó chưa bôi á, cái làn da của nó khô quá trời khô luôn. Dạ yeah. Nó khô rờ vô á. Cái bắt đầu em nói chứ là sao mẹ bán mấy cái kem body này á, sao con không bôi đi. Bắt đầu mới đầu chỉ đâu có chịu bôi đâu. Sau khi chỉ bôi rồi á, là bắt đầu chỉ ghiền. Bởi vì làn da của chỉ là nó đẹp lên, nó săn lên và nó mịn, nó đẹp. Cho nên là hả, là tối nào chị cũng bôi hết á. Chị bôi còn xiên hơn mẹ chị nữa đó. Con gái em 17 tuổi á, đó, là tối nào chị cũng bôi hết á. Mà bôi rồi á, là coi như là ghiền á. Bởi vì bôi xong rồi á, buổi sáng ngày hôm sau chúng ta tắm á, là cái làn da của mình nó mịn và rờ vô cái làn da của mình nó đã lắm mấy chị. Và chừng lối 10 đến 15 ngày sau á, là mấy chị thấy cái làn da của mấy chị nó khác liền. Cho nên là mỗi một lần em đi bar đó, em thấy mấy chị là mua cái hũ này quá trời luôn. Nhưng mà khách của người ta, mình đâu có thể nào mà mình nói được. Mình bán có 650 à, mà trong khi đó trong spa bán tới 1.2 triệu lần.
mà trong nhưng mà mình đâu có dám mình nói, mình làm gì đâu, vì khách là khách của spa mà đâu có phải là khách của mình đâu, cho nên là mình đâu có dám nói cái gì đâu. À, nhưng mà mình thấy là mấy chị đó là mua coi như là bị mắc cả khoảng 550. À, nhưng mà hả là đâu dám nói gì đâu, im. À, là mấy chị muốn mua mấy chị mua, nhưng mà mình thấy thì mình thấy là mình tội, thay vì là mua có 650 mà mình phải mua 1,2 triệu. Mấy chị á, mua quá trời luôn. Những cái chị nào mà lớn tuổi từ 40, 35, 37, 38, 39, 40, 40 mấy, có những chị là 50 mấy luôn á, là mua quá trời luôn. Là bởi vì mấy chị bôi á, mấy chị thấy ok, mấy chị đi massage xong mấy chị bôi là về cái làn da của mấy chị là đẹp vô cùng đẹp luôn. Em nói thì nó có thể là mấy chị không có tin, nhưng mà mấy chị về mấy chị xài á, là mấy chị mới biết được. Chứ còn nói nhiều quá mà mấy chị chưa có xài qua đó thì mất công á, là mấy chị nói em á, là quảng cáo quá. Cho nên là em để cho mấy chị á, là xài rồi mấy chị tự mấy chị đánh giá à, là nó có ok hay không. Thì á, là em rồi đây bây giờ hả, bây giờ là mình sẽ bán qua sữa tắm Pháp nha mấy chị. Giống như là lúc trước, nếu mà ai đã mua chai hồng rồi thì hôm nay mình mua chai trắng hoặc là chai xanh. Chứ còn mình đừng có mua, giống như là mình phải xài một lúc 3 mùi. Và sữa tắm Pháp nó có tổng cộng là 6 mùi. Nhưng ba cái mùi kia đó là khi tắm lên đó, là cái mùi của nó là nói chung là nó nồng lắm, nó không có thơm dịu. Còn ba cái chai này mình tắm xong á là nó lưu hương trên da và nó làm cho cái da của mình nó mịn và nó thơm. Dạ, đây là cái hũ màu hồng, đây là cái hũ màu trắng, và đây là cái hũ màu xanh, và đây là sữa tắm của Pháp ha. Dạ, ở trên đây là mấy chị sẽ thấy là Made in France, và cái đát của nó là nó nằm ở đây nè chị, nó nằm ở đây. Đây nè, cái đát của nó là nó nằm ở ngay cái khúc này. Rồi, chị vẽ ngô màu hồng. Những người nào á mà lúc trước á đã xài cái màu nào rồi á thì hôm nay á là mình đổi màu đi. Bởi vì trong ba cái chai này á là cái mùi chai nào nó cũng thơm hết á, chứ không có chai nào mà nó không thơm hết. Dạ, ba chai này là chai nào mùi nó cũng thơm hết, chứ còn không có cái chuyện mà không thơm. Dạ, và mấy chị biết á là khi em bán sữa tắm Pháp á là có nghĩa là rất là nhiều người mong chờ luôn. Bởi vì cái chai này thứ nhất là nó có 450 à, mà nó tới 800ml lần. Dạ, và có những chị á là mua một lúc là mấy chai luôn, là bởi vì có khi em mua được và có khi em không có mua được. Cái chai sữa tắm Pháp này á là nhiều khi cả 2 tháng 3 tháng em mới bán. Còn những lúc mà nó không có sale á là em không có bán. Cho nên là những chị nào á mà là yêu thích sữa tắm Pháp và tắm và thấy nó ok á thì là mình mua một lúc 2 chai rồi á hả là rồi mình đợi, đợi cho đến khi nào mà em mua được cái giá sale thì là mình mua, thì mình sẽ được lợi tiền hơn. Chứ nếu mà nó không sale là nó tới 600-700 ngàn một chai lận mấy chị, chứ nó không có giá này đâu. Và nếu mà những chị nào mà nhìn thấy ở những cái chỗ nào mà nó ghi giá có 250 á thì á là mấy chị phải nghĩ lại. Nếu mà một cái chai sữa tắm Pháp á mà nội ship từ Mỹ về tới Việt Nam, Nexum rồi một hũ bao tử với chai sữa tắm hồng, thì Ngọc nói rồi, nếu như bình thường mình xài sữa tắm hồng thì hôm nay mình đổi qua sữa tắm trắng hoặc là sữa tắm màu xanh đi. Bởi vì á là ba cái chai này á là cái mùi của nó rất là thơm, mấy chị không cần chọn mùi đâu. Nếu như chị lúc trước mấy chị xài cái chai trắng rồi thì bây giờ mấy chị xài cái chai xanh hoặc là mấy chị xài cái chai hồng, và Ngọc đảm bảo với mấy chị á là mấy chị xài chai nào cũng thơm hết á. Vì á mấy chị biết á là sữa tắm Pháp á là lâu lâu em mới bán, chứ em không có bán thường xuyên vì nó rất là mắc.
khi nào nó sale á là em mới mua, còn những chị nào á mà muốn mua rẻ đó là giá của nó là em thấy á, là em lâu lâu em vô Facebook em thấy nó đăng á có 250 à, thì em mới nói rằng là rồi á, có một số khách hàng á là vô nói với em rằng là sao chị thấy bên kia bán có 200 mấy à mà sao em bán mắc dữ vậy. Em nói dạ chị có thể đi qua bên đó mua. Sau khi chị đó đi qua bên đó mua, mấy chị biết sao không, nửa phần đầu á là nó là nó đập, nhưng mà nửa cái phần sau á nó lỏng le lỏng lét à, nó hỏng và nó không có mùi lai gì hết á. Còn cái chai sữa tắm này á là từ đầu cho đến cuối luôn, dạ từ đầu cho đến cuối luôn nó đều thơm hết. Cho nên á là mấy chị á là cái gì nó cũng có cái giá của nó. Dạ đây, dạ xong, em phải bán cái này xong rồi á là em mới đi qua món khác nha chị. Tại vì cái này á là em mới vừa về, cho nên là em phải bán cái này xong rồi em mới đi món khác. Rồi, đó, ra ở đây á là cái này nó là sữa tắm Pháp 450.000 một chai. Và mấy chị thấy á là 2 tháng rồi em mới bán lại, chứ không phải là em bán thường xuyên. Lâu lâu em mới bán chứ em không có bán thường xuyên. Vì hả là không có hàng, nó lên giá, nó mắc, cho nên Ngọc không có mua. Rồi, chị nào mà muốn sữa tắm á, cái này sữa tắm nó là cái mùi của nó y như nước hoa vậy đó. Mình tắm xong lên á là cái da của mình á là nó thơm. Nó thơm và bắt đầu á hả là nó mịn và nó mượt da, và nó làm cho cái làn da của mình rất là đẹp nha mấy chị. Và đặc biệt một cái là tắm xong rồi á là nó sẽ giữ ẩm cho da và nó không có làm khô da. Rồi, chai màu hồng, màu trắng, màu xanh. Thì nếu mà những chị nào mà lúc trước á đã xài những cái mùi nào rồi á thì hôm nay mình đổi mùi đi chị. Tại vì hả là ba cái mùi này á là em thấy là cái mùi nào nó cũng thơm hết á, thì là mấy chị á là nên đổi mùi để mà mình biết được, mình thưởng thức được hết tất cả những cái mùi này. Và cái mùi của cái sữa tắm Pháp này nó có tổng cộng tới 6 mùi là mấy chị, nhưng em loại 3 mùi đó, bởi vì ba cái mùi đó nó không thơm. Không phải là nó không thơm mà là cái mùi của nó rất là hắc. Dạ, mình tắm xong rồi á là cái mùi của nó nghe rất là khó chịu. Chỉ có ba cái chai này á mình tắm xong á là cái mùi của nó là cực kỳ thơm luôn. Cái mùi của nó cực kỳ thơm luôn. Rồi, chị nào có muốn chốt sữa tắm, à, một chai sữa tắm là 450 chị Quỳnh Lan em, 450.000. Thì trong ba màu này chị lấy màu nào? Chị, à, sữa tắm của Pháp là 450, 800ml nha mấy chị. Và cái sữa tắm Pháp này là lâu lâu mới có nha, chứ còn không phải lúc nào cũng có. Nhưng nếu mà chị Quỳnh Loan em mà muốn lấy á thì chị lấy là chai, một chai này một chai kia để mình thưởng thức được cái mùi. Dạ, vì ba chai này cái mùi nào nó cũng dễ thương hết á. Và cái này á là lâu lâu á là nó mới có giá 450, chứ bình thường á là giá của nó là 650-700 một chai lận mấy chị. Cái này á là sale thì là mới mua được cái giá này, chứ còn không sale là giá không có giá này. Và cái chai này nó tới 800ml lận, và 800ml á mấy chị tắm ít nhất là 4 tháng, 4 cho đến 5 tháng. Giống như em nè, em tắm á 450.000 một chai sữa tắm Pháp. Và em đảm bảo luôn, nếu mà mấy chị á, con nói với chị Vi Huỳnh, à chị Vi Huỳnh ngày hôm qua một chai xài thử, dạ ok. Rồi, con lấy cho chị Quỳnh Lan em cái chai trắng đi con. Chai trắng này mà con lấy cái mùi, cái chai màu hồng. Rồi đó, ok. Chị Quỳnh Lan em, rồi à, chị à, lấy một chai về chị xài thử đi. À, nếu mà chị hả chị tắm, nếu mà chị nhận được rồi á, mà chị tắm mà chị thấy nó thơm á thì là chị có thể vô chị mua. Nếu mà em còn thì chị mua thêm một chai nữa. Tại vì cái này á là lâu lâu nó mới sale. Dạ, lâu lâu nó mới sale. Dạ. Ba chai này á là mấy chị khỏi lựa, chai nào nó cũng thơm hết đó. Chai nào nó cũng thơm. Nhưng mà mỗi một chai
là nó thơm một cái mùi khác nhau. Giống như nếu mà hồi lúc bữa trước mình xài cái màu hồng rồi, thì hôm nay á, là mình xài qua cái chai màu trắng. Dạ. Rồi á, rồi nếu mà mình xài màu trắng với màu hồng rồi thì mình xài qua màu xanh. Và em nói rồi, chai nào nó cũng thơm như nhau hết. Dạ. Cho nên là mấy chị á, là khỏi có phải thử mùi. Mùi chai nào cũng thơm hết á. Không có chai nào mà không thơm hết á. Và mấy chị nên nhớ rằng là em bán hàng, em phải lựa những cái sản phẩm nào á, mà nó ok là em mới đem về em bán cho mấy chị. Chứ nếu mà nó không có ok. À, cái này nó là mùi trà xanh nha chị. Dạ. Cái chai này á, là nó là mùi trà xanh đây nè. Green tea nè. Mùi trà xanh. Và cái mùi trà xanh này á, là nó không phải giống như là cái lá trà xanh đâu mấy chị. Là nó thơm. Nó thơm dữ lắm luôn. Em á, là em thích xài cái chai này nè. Tại vì cái mùi thơm của nó rất là dịu nhẹ. Và nó khi mà mình tắm xong rồi á, cái làn da của mình nó mịn dữ lắm. Dạ. Em á, là chai nào em cũng thử qua hết rồi. Nhưng mà mấy chị muốn em báo mùi thì em báo mùi. Cái chai này á, là mùi hoa lavender nha mấy chị. Mùi hoa lavender. Dạ. Và mấy chị nên nhớ là chai sữa tắm của Pháp là bao giờ nó cũng thơm hết á. Những cái gì mà của Pháp á, là bao giờ xài nó cũng ok hết. Cho nên là mấy chị á, là dù mấy chị là xài cái mùi nào á, là nó cũng ok hết. Dạ. Trong ba cái mùi này á, là em xài hết rồi. Không có chai nào á, mà em không xài. Nhưng nếu mà chị nào á, không có thích xài á, những cái chai nào á, mà nó cái mùi á, mà nó nồng quá, thì là mấy chị á, là mua cái chai màu trắng. Vì cái chai trắng này á, là nó thơm cái mùi trà xanh. Và nó thơm cái mùi dễ thương lắm. Dạ. Nó thơm cái mùi cực kỳ dễ thương luôn. Thì á, hả là chị Mai Đinh lấy chai đỏ. Cái này nó là mùi hoa lavender nha mấy chị. Mùi hoa lavender. Dạ. Thơm lắm. Màu hồng á. Dạ. Tại vì mấy chị không biết chứ còn thật ra là chai trắng thơm lắm á nha mấy chị. Chai nào cũng thơm hết, không cần mấy chị lựa đâu. Theo như ý em á, là mấy chị cứ để em á, là đưa tự nhiên đi. Bởi vì nếu mà mấy chị về mà mấy chị không xài, mà mấy chị thấy không thơm á, gửi trả lên đây cho em. Dạ, gửi lên đây. Em xài thì em để đó, em tắm thôi. Dạ, chứ đâu có bị gì đâu. Tại vì đát của nó là tới 2024 2025 luôn. Đát của nó là 25 tháng 6 năm 2025. Cho nên là cái đát của nó xa lắm. Dạ. Cho nên là mấy chị là yên tâm. Và Ngọc ngồi đây Ngọc bán mỗi ngày. Không lẽ Ngọc đi lừa mấy chị một cái chai sữa tắm 450 hay sao? Dạ. Mấy chị cứ nghĩ như vậy đi. Ngọc ngồi đây Ngọc bán. Thì là hả là Ngọc đâu có bán mọi những cái gì mà nó không có ok đâu. Em bán cái gì á, là nó phải ok. Thì mấy chị á, là mới quay lại mấy chị mua của em. Chứ nếu mà em bán cái gì mà nó không có ok á, thì là mấy chị mua một lần là mấy chị đi luôn à. Thì em đâu có dạy gì đâu mấy chị. Mình phải mua những cái gì á, là nó phải là ok. Thì mấy chị mới quay lại mấy chị mua cho em. Chứ nếu mà em mua một cái chai sữa tắm về á, mà mấy chị tắm lên rồi mấy chị kêu là nó không có mùi lai gì hết á, thì chẳng khác nào á, là em á, là nói dối mấy chị. Dạ, nói dối mấy chị. Rồi, nãy giờ là chốt bao nhiêu chai thôi? 60 chai gì rồi chị? Rồi, coi như là nãy giờ là chốt hết là 10 chai. Là Ngọc chỉ còn có 35 chai thôi. Dạ. 35 chai thôi. Thì là em thấy là sữa tắm Pháp á, là con nói với chị Vi Huỳnh á, là ngày hôm nay á, là sữa tắm Pháp về rồi là hỏi. Biết rồi, nhưng mà chị nói là hồi bữa trước là chị xài sữa tắm Pháp. Thì là hỏi chị là hôm nay sữa tắm Pháp về nè, là chị có muốn lấy thêm không? Dạ, chị Vi Huỳnh á. Đó, thì là em nói rồi.
là bởi vì cái này á, là em về được là mỗi một mùi á, là có 15 chai thôi, cho nên là em nói á, là chị nào á mà muốn xài, bởi vì một chai này á, là chúng ta xài cầu có 4 tháng mới hết nha mấy chị, tại vì nó tới 800ml lận, 800ml mà nó có 450 à. Dạ. Và những cái chai sữa tắm này á, là nó thơm khủng khiếp luôn, thơm lắm. Dạ. Cho nên là hả, là mấy chị khỏi cần chọn màu, mấy chị chọn màu nào nó cũng thơm hết đó, khỏi chọn màu. Dạ. Màu nào nó cũng thơm hết đó. À, rồi vậy là bây giờ là Ngọc tạm thời á, là Ngọc qua một cái mẫu khác ha, chứ còn quảng cáo hoài một cái sản phẩm á, thì nó sẽ rất là mất thời gian. Rồi chút xíu nữa là em sẽ quay lại sữa tắm Pháp ha mấy chị ha. Cái này là con để nó nằm mé bên trong đi. Rồi. Rồi bây giờ em sẽ bán dầu gội đầu chị Gầu ha mấy chị ha. Dầu gội đầu chị Gầu. Dầu gội đầu chị Gầu. Những chị nào mà muốn chốt sữa tắm á, là mấy chị nhắn tin vô trong fanpage giúp giùm em, thì nhân viên của em á, là sẽ chốt cho mấy chị. Những chị nào mà muốn chốt sữa tắm á, là chốt màu gì thì là mấy chị á, là có thể là vô trong cái tin nhắn á, mấy chị nhắn thì nhân viên của em sẽ chốt cho mấy chị. Rồi. Cô Tư hả? Tu Tư. Rồi ok, trang màu hồng. Rồi. Trời ơi, cái sữa tắm Pháp là cái cơ hội để cho mấy chị xài á, mà mấy chị có nghĩa là không xài á, là coi như là uổng phí lắm luôn á, uổng phí lắm luôn. Rồi, cái này á, là dầu gội chị Gầu nha mấy chị. Đối với những ai á, mà da đầu nhạy cảm, thì cho dù chúng ta xài cặp dầu gội đầu 1 triệu mấy, nhưng mà hả, là cái da đầu của mình cũng bị ngứa, bị gầu. Mình chải tóc một cái á, là gầu á, là nó rơi đầy lên trên cái vai của mình. Và có những người á, là sẽ bị nấm. Nấm là sao? Là có nghĩa là nó mọc cục ở trên đầu, gọi là nấm. Thì nếu mà những ai á, mà bị nấm da đầu của mình á, là bị gầu, bị ngứa, là có nghĩa là da đầu của mình thuộc về da nhạy cảm, thì chúng ta chỉ xài được những cái chai này thôi. Chứ còn nếu mà chúng ta xài những cái chai dầu gội đầu khác là mình không có hợp với da của mình á, là bắt đầu nó sẽ bị nổi gầu và bắt đầu nó sẽ bị nổi nấm. Rồi, cái màu tím là nó trị nấm nha mấy chị. Chỉ có màu tím là nó vừa trị gầu, vừa trị ngứa da đầu và vừa trị nấm luôn. Có nghĩa là những người nào mà bị nấm da đầu ở trên đầu của mình á, là cái tóc của mình á, là gầu, ngứa, rồi bắt đầu là nó bị xuất hiện nó giống như là cục ở trên đầu á, thì là chúng ta xài cái chai màu tím này cho em. Và mấy chị biết á, là khi mấy chị xài á, là khoảng 3-4 ngày là mấy chị thấy cái da đầu của mấy chị á, là hết gầu và hết ngứa liền. Rồi bắt đầu từ từ á, là bắt đầu, là nó mới hết nấm. Mấy chị xài hết chai là mấy chị sẽ thấy hết nấm. Nhưng em nói luôn, những chị nào á, mà cái da đầu của mình á, mà hay bị gầu và hay bị nấm da đầu và hay bị ngứa da đầu, thì chúng ta chỉ nên xài những cái chai hết thuốc này thôi. Cái chai này nó cũng là của Mỹ. Và thường mấy chị thấy á, là những cái chai dầu gội đầu của Gầu á, chị Gầu á, của Việt Nam á, là giá của nó có 80-90 ngàn hay 100 ngàn. Hoặc là những cái chai chị nấm á, là cái mùi nó hôi lắm, không có thơm. Nhưng mà những cái chai của Mỹ này nè, cái mùi của nó thơm cực kỳ luôn. Dạ, thơm lắm. Ai? Một cây xanh, một cây tím, báo dưới đi. Rồi, chốt một cây xanh, một cây tím. Rồi, em nói luôn, chai cam là dành cho tóc thường nha. Rồi, chai xanh là dành cho tóc dầu. Nếu như da đầu của ai mà tóc dầu á, thì là mình xài cái chai xanh. Vì chai xanh này á, là nó là bạc hà. Bạc hà thì là có nghĩa là những ai mà tóc dầu, là mình gội vô là cái da đầu của mình á, là nó sẽ mượt và nó không có bị gầu. Dạ, nó sẽ không có bị gầu. Trời ơi, hôm nay cầm tới gì nó rớt cái đó. Dạ, và nó không có bị gầu. Cho nên hả, là mấy chị á, là khi mà mấy chị xài mà đó, mấy chị thấy hết gầu, xong rồi bắt đầu á, là mấy chị sẽ chuyển sang một cái dòng dầu gội đầu khác, là mấy chị sẽ bị gầu lại. Em đảm bảo luôn với mấy chị,
Tại vì bản thân em á là đang xài cái chai màu cam nè. Mấy chị biết em xài một cặp dầu gội đầu á, ở bên Mỹ á, là cái cặp đó đó là mắc nhất. Dạ, là 1,4 triệu một cặp. Dạ, nhưng mà hả là cứ em đổi dầu một cái là cái da đầu của em á là bắt đầu á là nó gầu và nó ngứa. Nó ngứa đến nỗi mà em chịu không nổi. Rồi rốt cuộc em phải quay lại cái chai này. Và cái chai này á là thơm lắm mấy chị. Cái chai màu cam này nè nó thơm lắm. Dạ. Hả? Bé Sáu Phạm chai cam. Dạ. Và những người nào á mà xài cái hát thuốc này á, em yêu cầu á là cái da đầu của mình á là cái da nhạy cảm, thì mấy chị đừng có đổi dầu lung tung. Mấy chị càng đổi dầu à, có nghĩa là ngày hôm nay mấy chị gọi dầu này, ngày mai mấy chị gọi dầu khác, em đảm bảo luôn da đầu của mấy chị á là sẽ bị gầu và bị nấm da đầu. Và khi bị nấm da đầu á là có nghĩa là trên đầu mấy chị sẽ bị cục nhiều lắm. Rồi bắt đầu là nó sẽ xuất hiện tình trạng là rụng tóc. Nếu mình xài dầu gội đầu mà không hợp á, là cái tóc của mình á là nó rụng dữ lắm. Cho nên là những cái chai hát thuốc này, mấy chị đừng có nghĩ là nó là hát thuốc à, thì là nó sẽ làm cho cái tóc của mấy chị á là khô, và làm cho cái tóc của mấy chị á là không có thơm, là mấy chị lầm rồi. Những cái chai này á là nó thơm. Và vì nó là dầu của Mỹ mà, chai nào cũng thơm hết á. À, nếu như mà mấy chị nghĩ mà nó không thơm á là không đúng. Dạ. À, nên là những chị nào mà xài á thì là mình xài luôn đi, đừng có đổi dầu. Đổi dầu là mấy chị sẽ bị lại đó. Một chai có 380, 400ml thì á là em thấy em xài một cái chai này á, em gọi á là cứ cách một ngày em gọi một lần, bởi vì cái tóc của em á là nó dài qua vai lận, nó dài lắm. Cho nên là hả cứ 2 ngày em gọi một lần. Và em á là chỉ có xài cái chai màu cam này nè con. Rồi. Con bỏ vô trong giỏ của cô chai màu cam đi, tại vì ở dưới hết rồi. Chai cam. Lấy chai cam bỏ trong cái giỏ của cô đi. Dạ rồi. Thì á là em nói luôn, cái chai cam á là có nghĩa là người nào á mà tóc thường thì chúng ta xài cái chai cam nha. Tóc của chúng ta mà không có bị dầu. Người nào mà tóc dầu dễ biết lắm, là mình rờ vô cái da đầu của mình á, là bắt đầu cái da đầu của mình á là nó sẽ bị bệt. Nó bệt cái tóc của mình lại, và nó làm cho cái tóc của mình á là xấu, không có đẹp. Dạ à, thì khi mà mình gọi cái chai dầu á mà bị là tóc dầu á, là cái tóc của mình á là nó sẽ bồng bềnh. Màu xanh á là dành cho những người nào mà tóc dầu nha mấy chị. Còn màu tím á là vừa dành cho người nào mà bị gầu, bị ngứa và bị nấm luôn. Và em nói rồi, cái chai này xài á là siêu hiệu quả luôn. Và những người nào mà xài cái này á mà hết gầu, hết ngứa, hết nấm, là chúng ta là mấy chị là cứ xài hoài cho em. Bởi vì á là mấy cái chai này á là nó thơm lắm mấy chị. Nó không có hôi giống như là mấy chị tưởng tượng, giống như những cái dầu gội đầu ở Việt Nam mà trị gầu đâu. À, những chai dầu trị nấm, trị gầu ở Việt Nam á là cái mùi của nó không có thơm. Nhưng mà những cái chai này của Mỹ là nó thơm khủng khiếp luôn nha. Rồi, em nói lại, màu xanh là tóc dầu, màu cam 380.000 một chai. 380.000 một chai 400ml. Và mình xài, như em xài là cỡ khoảng 2 tháng rưỡi á. Như Ngọc xài là 2 tháng rưỡi một chai. 2 tháng rưỡi. Dạ. Em gọi là cỡ khoảng 2 tháng rưỡi cho đến 2 tháng rưỡi. Tầm 2 tháng rưỡi thôi. Không tới 3 tháng đâu. Còn nếu mà tóc người nào á mà ít á, ngắn á, thì mình có thể xài được cỡ khoảng 3 tháng cho đến 3 tháng rưỡi. Thì chạy ra là đâu có mắc đâu mấy chị. Và mùi của những cái chai này á là mấy chị xài xong rồi là mấy chị ghiền luôn. Dạ. Có những người á là da đầu của mình là nhạy cảm á, là mình gọi vô á những cái chai dầu mà nó không có hợp á, là bắt đầu cái da đầu của mình nó ngứa. Nó ngứa xong rồi bắt đầu là nó sẽ bị nấm. Bị nấm xong rồi bắt đầu là nó sẽ bị rụng tóc. Rồi hả là bắt đầu nó bị gầu. Và những người nào bị gầu á là có nghĩa là mình chải tóc xuống á, là gầu á là nó rơi xuống cái bã tóc
cái bả vai của mình nó là nhiều vô số kể luôn. Và hả, nói chung là cái tóc của mình ngứa đó, mình ngồi ở đâu á là mình cũng gãy á, là người ta cứ tưởng mình có chí không à. Rồi, nhưng mà không phải, là do gầu á. Do gầu nó làm cho mình bị ngứa da đầu, khó chịu lắm. Cho nên là em khuyên mấy chị, những chị nào mà xài những cái chai này á, mà hợp rồi á, thì mình xài một loại thôi. Với lại em nói luôn, cái cặp dầu gội đầu biotin collagen á, nó tốt thiệt. Nhưng mà không phải là ai cũng xài được cái cặp đó đâu. Có những người xài cái cặp đó vô á, là bị gầu, bị ngứa da đầu và bị nấm da đầu. Và có những người xài cái cặp đó vô là bị rụng tóc, là bởi vì là do tóc của mình không chịu, không có chịu cái dầu đó. Cái tóc của mình vậy chứ mà khó chịu lắm đó, cái da đầu của mình nó khó chịu lắm. Nếu mà mình xài cái gì mà nó không có hợp á, thì là mình phải dừng liền, rồi mình đổi qua một cái dầu gội đầu, giống như là cái khác thuốc này nè, thì là mình đổi qua cái dòng này á, là em đảm bảo luôn, tóc mấy chị á, là lúc nào á, là cũng không bao giờ bị gầu, không bao giờ bị ngứa, không bao giờ bị nấm da đầu. Dạ. Những cái cặp này nè. Dạ. Xài cực kỳ ok luôn. Nếu mà ai mà xài mà hợp rồi á, làm ơn. Có nghĩa là xài hợp rồi á, thì xài một thứ thôi. Đừng có đổi dầu lung tung. Đổi là nó bị ngứa ngược trở lại và nó bị gầu ngược trở lại á. Rồi khi đó đó là lại là bắt đầu lại quay ngược lại cái này. Dạ. Thì là nó mất công. Cho nên là người nào á, mà xài á, là mình cảm thấy hợp rồi á, là nên xài. Ha. À, nhớ giùm em. Tóc thường xài màu cam, tóc dầu xài màu xanh, và tóc người nào á mà bị nấm, có nghĩa rằng là có những người là vừa bị gầu, vừa bị ngứa và vừa bị nấm. Nấm là sao? Nấm là có nghĩa là trên đầu chúng ta mọc những cái cục ở trên đầu á, nó gọi là nấm, nấm da đầu đó. Thì là chúng ta gọi cái chai màu tím thì nó sẽ làm cho mình á là hết nấm da đầu đó. Thì á là đó, nó chỉ có 380 một chai thôi. Thì chị nào á mà có muốn lấy thì lấy. Dạ rồi, em bỏ nó xuống nha. Rồi, bởi vì á là em á là không có quảng cáo một cái gì nó quá lâu à, bởi vì á là nó sẽ mất thời gian. Rồi, bây giờ em sẽ là bán qua kem đánh răng. Dạ, kem đánh răng Bạc Hà. Ở trên đó mình còn mấy set con? 12 không? Rồi, cái kem đánh răng Bạc Hà này của em á là còn có 12 set. Và cái kem đánh răng Bạc Hà này á là phải nói là nó tốt cực kỳ luôn. Trong tất cả những dòng kem em đánh và khách của em đánh thì đa số kem Bạc Hà là em bán chạy nhất. Bởi vì á đánh cái kem Bạc Hà này, thứ nhất là nó trắng răng, thứ nhì nó chống sâu răng, và thứ ba cái hơi thở khi mà mình đánh cái kem đánh răng Bạc Hà xong rồi á, là cái hơi thở của mình nó thở ra đó là nghe toàn cái mùi Bạc Hà không mà thơm lắm. Dạ. Thơm khủng hoảng luôn. Và hiện giờ em chỉ còn có 12 set thôi là hết nha. Thì là mấy chị phải ráng đợi em ít hôm nữa thì em mới về nữa. Rồi, cái set này chỉ có 600.000 một set thôi, 5 cây. Và một cây của nó là 232g. Cây lớn nha mấy chị. Cây lớn. Thì á là mình xài cái này á là nó sẽ cực kỳ tốt luôn. Cho nên là hả là trong lúc này á là em còn được 12 set thì là mấy chị tranh thủ mua đi. Chứ để là 2-3 bữa nữa là khách là vô. Tại vì mỗi một lần em về Thanh Nhàn một thùng cacao. Cacao Ngọc còn có 7 thùng thôi nha mấy chị. Em về 20 thùng nhưng mà bây giờ chỉ còn có 7 thùng. Cho nên là chị nào á mà là thích cacao á thì là tranh thủ lấy đi, chứ để không á là coi như là hết á. Vì cái cacao là em không có về thường xuyên đâu. À, em phải đợi giống như là những nhiều chị gộp lại là yêu cầu lấy cacao thì là Ngọc mới lấy thôi. Chứ còn hả là cái cacao nó nặng muốn chết luôn. Về là chết tiền ship em luôn á. À, cho nên là em không có bán. Lâu lâu em mới bán. Có nghĩa là em gom lại là cỡ khoảng 10 thùng. Rồi bắt đầu á là em mua dư ra thêm mấy thùng. Rồi thôi.
chứ còn ngoài ra là hả nó nặng lắm em không có bán đâu. Rồi cái này là em còn 12 set, chị nào á mà có muốn lấy kem đánh răng thì là báo với em. Ai mà xài kem đánh răng Bạc Hà rồi á là ghiền nha. Những người nào mà xài kem đánh răng Bạc Hà rồi á là ghiền, là chỉ có thích xài cái kem đánh răng này thôi. Và cái hãng này á là nó của hãng Red. Dạ, Red Body White. Và mình xài cái kem đánh răng này á là cái răng của mình á là nó trắng nha. Và răng của mình á là nó sẽ chống sâu răng. Và cái mùi Bạc Hà này á là nó làm cho cái răng của mình á, khi cái hơi thở của mình đánh răng xong á, cái hơi thở của mình nó đã lắm, nó thơm lắm. Dạ, nó cực kỳ thơm luôn. Cho nên là em mới nói với mấy chị á là đây. Rồi, thì chị nào á là có muốn lấy cái set này á thì lấy, em còn được đúng có 12 set là hết rồi đó. Thì chị nào á mà có muốn lấy thì là báo với em, mình lấy ha. Gì con? Cacao á thì là nói chung là nó không có ngọt đâu chị. Vì á là cái thành phần cacao này á là nó rất là ngon. Mấy chị biết á là hả là cái này nè là phải là nhiều người dặn em mới mua, chứ còn không phải là tự nhiên em mua đâu mấy chị. Vì một thùng này á là nó mắc lắm. Thật ra là mua á là nó không có mắc đâu, nhưng mà cái tiền ship á, dạ cái tiền ship á nó mới mắc thôi. Mà cũng may á là em ship từ Cali về á là cái tiền ship nó rẻ đó, chứ ở những cái tiểu bang khác á là không có dám mua đâu. Bởi vì hả là cái này có lời nhiêu đâu mà mua. Dạ, cái thùng này á là có nghĩa là những cái khách nào của em á mà uống á là có nghĩa là ghiền rồi á là em mới mua về. Rồi nhớ giùm em ha, nếu mà người nào á mà thích uống nóng thì là mình cắt cái này ra là mình chế nước sôi, là cái đó là uống nóng. Còn nếu mà người nào mà uống đá thì là mình để cái nước nó nguội xuống một tí, đừng có để nước nó nóng quá. Tại vì mình uống đá mà, nếu mà nóng quá là đá nó tan ra hết thì là cái cacao này nó đâu có còn ngon đâu. Thì ở trong cái bịch này á là nó có sữa và cacao. Và cái này á nó không có ngọt nha mấy chị. Và mình uống á là nó ngon lắm, ngon cực kỳ luôn đó. Cho nên là hả là khách của Ngọc á là ghiền. Trong tất cả các dòng cacao của Mỹ là cacao with Smith là ngon nhất, bởi vì nó không có ngọt, nó vừa thôi. Và uống á là mình đập đá vô á, uống cacao sữa đá đó ngon, ngon quá trời ngon luôn. Ngọc á là Ngọc ghiền uống cacao sữa đá, cho nên Ngọc uống đá không à, Ngọc không có uống nóng. Có nhiều người lại thích uống nóng thì là pha bằng nước sôi, còn như em á là có nghĩa là em dùng nước nó hơi ấm ấm, em quậy nó lên rồi em đập đá nó vô. Chứ nóng quá sôi quá là nó tan đá, nó tan đá ra thì là nó làm cho cái cacao của mình nó nhạt đi. Rồi Ngọc còn cái này 7 thùng không con, 7 hay 6? 5 thùng rồi mấy chị, còn có 5 thùng mà. Dạ, thì là mấy chị thấy là khách về là lấy mất tiêu hết trơn rồi. Mười chứ, bởi vậy mười thùng chứ không phải là 5 thùng mấy chị, nhân viên em báo lộn 10 thùng. Thì chị nào mà có muốn uống thử cái cacao này á thì là mình xài đi. Một thùng như vậy á là nó có tới 50 gói. Mà em nói rồi, uống đi rồi ghiền. Cái cacao này á là nó là số 1 luôn. Nó có mấy dòng lận cacao Tabus và cacao Nestle đó, nhưng mà những cái dòng đó là không có ngon. Mà cái này á là ngon tuyệt vời luôn, nó đậm đà lắm và nó lại không ngọt nữa. Rồi uống vô á là có nghĩa là mình sẽ cảm giác được đó là nó ngon và nó hả? Dán vô đi con, dán vô xong rồi con quăng xuống ở dưới đi, để không một hồi nó lộn á. Dạ rồi, vậy là coi như là mình còn có 8 thùng rồi.
chị nào có muốn lấy nữa thì là mình tranh thủ mình lấy nha, vì là xong rồi á, là từ giờ đến Tết là chắc là em không về đâu, vì cái này nó nặng lắm. Từ giờ đến Tết là em chỉ về đầm, về áo phao, về áo nhung, về đồ ấm và về giày dép. Nói chung là có cái gì em về cái đó, nhưng mà những cái mặt hàng này nè nó nặng quá cho nên là Ngọc không có về thường xuyên đâu. Khi nào á, mà khách đặt cỡ khoảng trên 10 thùng thì là em mới về, là bởi vì mấy chị uống hết rồi á thì là em mới về. Vì cái thùng này về á hả, là nói thiệt á, lời á hả có mấy chục ngàn á, mà nó nặng muốn chết luôn á, nó nặng ơi là nặng luôn. Cho nên là hả, là mấy chị thấy là lâu lâu em mới bán chứ em không có bán thường xuyên đâu. Rồi còn ai lấy nữa? 450 một thùng, 450 ngàn một thùng. Dạ rồi, còn vậy là còn mấy thùng con, nãy giờ chốt mấy thùng? 3 chứ. À, rồi, vậy là còn có 7 thùng thôi nha mấy chị. Ủa 6 hả? Rồi, vậy là còn có 6 thùng thôi nha mấy chị. Và em nói rồi, cacao này á là ngon nhất, và nhất là ba mẹ của mình mà lớn tuổi á là thích cái cacao này lắm. Mỗi một buổi sáng á là nhiều khi ba mẹ của mình á là lười biếng ăn sáng, là mình á uống á, một ly cacao sữa nóng. Sao vậy em? Cái là không vừa áo nè. Hai đầm một áo hả? À rồi. Nói chỉ một hai bữa nữa đầm về rồi. Đầm về nhiều lắm. Thứ năm. Hy vọng là thứ năm thì là thứ sáu mọi người like. Để thứ bảy chủ nhật á, là mọi người đi chơi. Rồi. Sáu thùng cuối cùng, chị nào có muốn lấy, và em đảm bảo luôn, khi mà chúng ta uống cái cacao này rồi á, là mấy chị là ghiền. Trong đây á, là nó tới 50 bệnh lận nhiều lắm. Dạ, thì mỗi một lần chúng ta uống á, là chúng ta dùng cái kéo chúng ta cắt, hoặc là mình xé, tại vì cái này nó dễ xé lắm. Rồi mình chế nó vô, rồi ai mà thích uống nóng á, thì là mình uống nước sôi, mình bỏ nước sôi. Còn nếu như mà người nào uống đá thì là mình để nước sôi, để nguội vừa thôi. Có nghĩa là cũng ấm nhưng mà đừng có nóng quá. Khi mà mình bỏ đá vô á là nó tan. Cái nào có đột quỵ đây chị? Cái chai đột quỵ này á là đợt này em mua không có còn được sale nha mấy chị, cho nên á hả là mấy chị mua giùm cho em á, là hiện giờ chai này á là 1.3 triệu một chai nha. Vì chai này á là chai lớn nhất, nó ngăn ngừa đột quỵ. Dạ, vì bữa trước em mua được sale, còn bữa nay em mua không có sale. Nhưng mà bởi vì á là có nghĩa là mấy chị uống, mấy chị thấy ok quá, cho nên là mấy chị là kêu á, kệ nó, miễn là cái sức khỏe của mình nó có, là hả là mấy chị lấy. Rồi, cái chai đột quỵ này là 1.3 triệu một chai nha mấy chị, chứ còn 1.1 triệu là không có nữa nha. Dạ, 1.1 triệu là bởi vì giá của nó không sale cho nên là em mua rất là ít, em mua có mười mấy hộp thôi. Vì khi nào nó sale thì em mới mua nhiều, còn nó không sale thì em mua có 15 hộp thôi đó. Và những người nào á mà huyết áp của mình á mà nó không có đều, nó tăng lên tăng xuống, rồi người của mình lúc nào cũng cảm thấy uể oải mệt mỏi à, và hay, thì là mình uống cái này thì nó sẽ làm tuần hoàn máu của mình, nó làm cho máu của mình lưu thông và không có làm tắc nghẽn mạch máu, và nó không có làm cho mình bị máu đông. Sở dĩ mình bị đột quỵ có nghĩa là trong cái cơ thể của chúng ta là nó sẽ có một cái mạch máu nào nó nghẽn và nó bị đông, thì nó không có đưa về tim kịp, hoặc là nó không có đưa máu lên não. Thì khi chúng ta uống cái chai đột quỵ này, mỗi một ngày một viên thôi nha mấy chị. Một chai này nếu mà một người uống thì là sẽ dùng được 5 tháng. Bởi vì cái chai này á, là nó tới 150 viên lận, chứ không phải là chai nhỏ. Và mấy chị biết ở đây á, nó bán cái chai có 60 viên thôi á, mà 900 ngàn. Mà em bán cho mấy chị 1.3 triệu mà 150 viên. Thì mấy chị nghĩ đi, em bán á, là coi như là gần như em lời cái chai này á, là coi như là chưa được 100 ngàn nữa.
nhưng mà vì cái sức khỏe của mấy chị là em mua. Còn hôm bữa là được sale, cái hôm bữa em bán 1,1 triệu là bữa đó là em mua em được sale, nhưng mà sale á là nó không có cho mình mua nhiều. Nào sao sao con? Chị Thanh Xuân ơi, một cái đầm 1,250. Hả? 30 ngàn đó là 30 ship. Bởi vì đầm á là em bán giá cho mấy chị là giá quá rẻ rồi, cho nên lần là em không thể nào mà em bớt giá được. Cho nên là mọi người thông cảm giúp giùm cho em. Chứ nếu mà em bớt giá thì em đâu có còn lời gì đâu. Mà mấy chị biết á, là một cái đầm ở ngoài bưu điện á, là nó tính là 60 ngàn tiền ship. Dạ được chị. Người nào đã bị đột quỵ rồi vẫn có thể bị đột quỵ lại nữa nha. Nếu mà mình mua cái này á, cho cái người già nào mà đã bị đột quỵ rồi uống á, thì là nó sẽ làm cho người già là tăng cường đề kháng, là làm cho mình nó là khỏe. Dạ, làm cho người của mình rất là khỏe. Và mấy chị nên nhớ rằng là khi á mà mình có sức khỏe thì mình mới làm ra được tiền. Còn nếu mà mình không có sức khỏe thì mình không có làm ra được tiền. Và cái chai này á là phải nói là cực kỳ hay luôn. Trong tất cả những cái dòng đột quỵ, cái chai này á là cái chai là coi như là ok nhất. Dạ ok nhất luôn. Và nó là có nghĩa là trong tất cả các dòng đột quỵ nó là number one, số 1 luôn. Khi mà mấy chị thấy trong người mấy chị á, là uể oải, mệt mỏi, hoặc là huyết áp của chúng ta không có đều, có ngày là 13, có ngày 15, có ngày 17, là những cái người nào mà huyết áp á, mà cứ lên xuống thất thường như vậy á, là cái khả năng đột quỵ của chúng ta rất là cao. Còn những người nào mà huyết áp đều và cái cholesterol trong máu á, mà mình đi giống như là mình đi khám định kỳ á, mà trong máu của chúng ta cholesterol trong máu là không có, thì là cái tỷ lệ đột quỵ của chúng ta á, sẽ thấp hơn. Nhưng mà nó không phải nói là không có nha, tại vì cái căn bệnh đột quỵ bây giờ á, nó giống như là gọi là cái căn bệnh của thời đại vậy đó, là mình không có đoán biết được đâu. Đến uống hết thuốc rồi ngưng, uống liên tục chị. Đột quỵ là uống liên tục, bởi vì một ngày chúng ta uống có một viên thôi. Mình uống để cho mình đừng có bị cái huyết áp nó lên xuống thất thường. Vì uống cái chai này vô rồi á, là có nghĩa là máu huyết của chúng ta nó lưu thông và nó không có làm cho mình bệnh mệt mỏi. Bởi vì có những người á, là cơ thể lúc nào cũng cảm thấy giống như là người của mình nó mệt mỏi, uể oải, không có muốn làm cái gì hết. À, thì là mình uống cái này á, thì là mình sẽ cảm thấy cái người của mình nó khỏe, với lại cái máu huyết của mình nó lưu thông và nó không có làm cho mình bị tăng huyết áp đột ngột. Đó, cho nên là hả, là mình uống là nó rất là tốt. Và cái chai này là cái chai lớn nhất luôn. Nó có 4 loại, loại 60 viên, loại 90 viên, loại 120 viên và loại 150 viên. Thì mấy chị mua cái loại 150 viên á là mấy chị uống là nó lợi tiền hơn. Còn mấy chị mua mấy cái hũ mà có 60 viên với 90 viên á, dạ, là có những chỗ nó bán 90 viên á là 1,150 triệu luôn á. Em thật sự mà nói với mấy chị là một cái chai này á, em lời á, có 70-80 ngàn thôi. Dạ. Bởi vì á, là bán thuốc là em không có bán mắc. Em không có bán mắc với mọi người. Em bán cho mọi người là để cho mọi người á, là ngăn ngừa được cái căn bệnh đột quỵ. Dạ. Bởi vì cái căn bệnh đột quỵ á, là nó đến và nó đi á, là rất là đột ngột. Nhiều khi á, là mình không có đoán được đâu. Dạ. Rồi, cái cacao này hiện giờ là chỉ còn có 5 thùng thôi nha mấy chị. Chị nào á, mà có thích uống cacao á, thì báo với nhân viên của em, thì nhân viên của em sẽ ship ha. Rồi, đó, cho nên á, là hả, sở vị dĩ á, là đột quỵ em về á, là bán cực kỳ nhanh luôn. Đột quỵ của Ngọc về á, là bán cực kỳ nhanh luôn. Và khi mà mấy chị uống chừng lối cỡ khoảng 10 ngày, là mấy chị thấy người của mấy chị á, là cảm thấy khỏe khoắn liền. Có, bổ phổi có. Đây. Dạ, bổ phổi đây.
Dạ. À, bổ phổi á, là có nghĩa là những người nào á, mà đã từng bị qua COVID là cái phổi của mình á, là nó sẽ yếu hơn những người chưa bị COVID. Nhưng mà em thấy á, là vào cái thời gian mà cái nước của mình á, bị COVID á, là gần như á, là giống như em á, là bị 3 lần luôn. Giống như Ngọc á, là bị 3 lần luôn á. Dạ. Mà may là em chích 4 mũi rồi đó, nhưng mà em á, là vẫn bị 3 lần luôn. Dạ. Nhưng mà bị những lần đầu á, thì nó hơi nặng, nhưng mà những lần sau á, thì là nó nhẹ đó, nó không có bị nặng. Nhưng mà cái lần đầu tiên lúc đó là mới chích có 1 mũi à, là nó nặng. Nhưng mà những lần sau á, thì nó giống như là bị cảm thôi. Dạ. Đang uống thuốc cao huyết áp, uống thêm đột quỵ có được không chị? Tại vì cái này nó là thực phẩm chức năng thôi chị, nó làm điều hòa huyết áp của mình thôi. Còn bây giờ nếu mà chị có muốn hỏi thì là chị hỏi bác sĩ. Chứ còn hả, là em thấy là nếu mà ba mẹ của chị đã 80 tuổi mà đã bị đột quỵ rồi thì là mình uống cái gì thì mình nên hỏi bác sĩ. Tại vì em là chỉ là dược sĩ thôi, cho nên là hả, là về những cái thuốc là rồi. Đây nè, không, ở bên phòng bố còn vậy. Cái tại vì đột quỵ này thứ 6 nó mới về không? Mấy chai? Có một người phải không? Dạ, chị qua mai. Bởi vì mẹ của chị 80 tuổi mà hiện giờ đang uống thuốc cao huyết áp, thì là có nghĩa là mình phải... không, em á, em không có là vì một chai thuốc mà em bán bừa bãi đâu mấy chị. Tại vì người lớn tuổi rồi, cho nên hả, là tốt hơn hết là mình phải hỏi bác sĩ. Bổ phổi là 540.000 một hộp nha mấy chị. Đổi cho chị sang lương chưa vậy, chứ để không, trời ơi, chứ không là hả, là chỉ nói rồi. Ngọc nói luôn nha. À, dạ chị qua mai mình hỏi bác sĩ. À, là rồi á, rồi mình hãy mua nha mấy chị. Chứ còn hả, là em á, là chỉ là dược sĩ thôi, chứ còn em không phải là bác sĩ. Ngọc là dược sĩ nha mấy chị, chứ còn á, là Ngọc không phải là một cái người mà bán hàng online đâu. Nhưng mà bởi vì Ngọc không có duyên với cái ngành dược đó. Ngọc mở nhà thuốc, Ngọc bán 3 năm, nhưng mà Ngọc cảm thấy Ngọc bán cái ngành đó Ngọc thấy chán, Ngọc không thích. Bởi vì ngày xưa cái lúc mình tuổi trẻ đó, là ba mẹ bắt học á, thì là học thôi đó. Cho nên là hả, là mình học, mình tốt nghiệp ra trường là dược sĩ. À, với lại là một cái bằng nữa, ngày xưa Ngọc tốt nghiệp được hai bằng. Một bằng á, là hướng dẫn viên du lịch, và một bằng á, là đại học dược. Dạ. Nhưng mà Ngọc á, là bán nhà thuốc Tây được 3 năm á, là Ngọc thấy là có nghĩa là thấy nó buồn quá. Tại vì bán thuốc á, là có nghĩa là cả ngày á, là đứng ở trong nhà thuốc không à. Đó, rồi cho nên là không có đi đâu hết á, từ sáng cho đến tối là có muốn đi cũng không có đi được nữa. Và ngày xưa em bán là đối diện bệnh viện Nhi Đồng 1 luôn á. Dạ. Em bán cho nên là thuốc về khoa nhi á, là em rành lắm. Dạ. Cho nên là hả, là đối về thuốc em giới thiệu thuốc cho mấy chị là em quảng cáo rất là chậm rãi và rất là từ từ để cho mấy chị hiểu. Chứ còn hả, là nếu mà em bán mà cái gì em cũng bán á, mà về mấy chị uống không có hiệu quả thì mất công mấy chị quay vô mấy chị like em. Rồi, bây giờ mình bỏ qua cái thuốc đột quỵ đó đi nha. Tại vì cái thuốc đột quỵ đó hiện giờ ở nhà Ngọc chỉ còn có 2 hộp thôi. Thứ 6 này á, là hàng nó mới về. Thứ 6 á, thứ 6 hay thứ 5 gì đó, không biết, thì tùy hải quan của sân bay nó cho hàng ra khi nào á, thì là mình biết thôi. Chứ còn bây giờ á, là theo lịch trình á, là từ Cali về tới Việt Nam á, là chỉ có 5 ngày là em nhận được hàng rồi. Nhưng mà có đợt á, là nó giữ hàng em cả 7-8 ngày á, nó mới trả, có khi cả chục ngày, 10 ngày. Trời ơi, 15 tuổi, cái tuổi đó không cần uống đột quỵ mấy chị. Tuổi đó là tuổi trẻ, cái sức đề kháng cao lắm, không cần uống nha. À, cái tuổi đó là cái tuổi là cái đề kháng cao lắm, không cần uống.
Nếu như mà đột quỵ thì cỡ khoảng 25 tuổi trở lên. 25 tuổi trở lên thì là mình uống. 25, 26, 27, 28. Nói chung là những chị nào mà lập gia đình rồi á thì là mình uống. Còn nếu còn mới có 15 tuổi mà uống cái gì mấy chị? Cái tuổi 15 tuổi là cái tuổi đó là cái đề kháng của mình nó cao lắm. Mấy chị không cần cho uống. Với lại các bé nó mới lớn á, là coi như là cái huyết áp của nó là không bao giờ bị cao hết á. Nên là đừng có cho uống tầm bậy tầm bạ nha. Uống tầm bậy tầm bạ là có nghĩa là không có tốt cho mấy bé đâu. Không được, không được nha. Đột quỵ á, là chỉ dành cho người nào á, mà từ 25 tuổi trở lên á, là mới uống. Chứ còn mà dưới 25 tuổi á, có bổ mắt luôn. Dạ, bây giờ em sẽ nói luôn về cái thuốc đông trùng hạ thảo này. Cái này á, là nó là thuốc bổ phổi. Vì sao mà em yêu cầu mấy chị á, là những chị nào mà đã từng bị qua bệnh COVID thì là phải uống cái đông trùng hạ thảo này cho em. Cỡ khoảng 2 cho đến 3 hộp. Xong rồi là bắt đầu là mình nghỉ, không uống nữa. Chứ em không có bắt mấy chị á, là uống cái này hoài. Còn hả là nếu mà mấy chị muốn uống nữa thì cỡ khoảng ngưng cỡ khoảng 3 4 tháng rồi mình uống 2 3 hộp nữa rồi bắt đầu mình ngưng mấy tháng rồi mình uống nữa, chứ còn hả là mình không cần uống hoài. Những người nào mà đã từng bị qua COVID là cái phổi của mình á là nó sẽ không có giống như là cái lúc ban đầu đâu. Là cho nên là mình phải uống cái lọ bổ phổi này. Uống cho Ngọc 3 hộp thôi. 3 hộp là nó được cỡ khoảng 4 tháng rưỡi. Rồi bắt đầu là mình ngưng. Mình ngưng cho em cỡ khoảng 4 5 tháng. Rồi á, là nếu ai mà thích uống lại, muốn uống lại thì là mình mua lại mình uống. Còn không thì thôi. Dạ, còn không á, là thì thôi chứ còn không có bị cái gì hết nha. Dạ, lọ thuốc này á, là lọ thuốc của Mỹ. Dạ, của Mỹ. Và ở trên đây á, là nó ghi là Made in USA luôn nha mấy chị. Dạ, đây. Dạ, cái bổ phổi này á, là của Mỹ. Made in USA luôn nè. Cho nên là mấy chị uống á, là mấy chị lại an an tâm. Đó, đây nè. Rồi, cho nên là những người nào á, mà đã bị, có người bị cầu có 2 3 lần luôn thì là em khuyến khích là nên uống cái bổ phổi để cho phục hồi lại cái chức năng về phổi của mình. Vì còn trẻ đó thì là cái phổi của mình á, là mình cảm thấy là chưa có thấy gì đâu. Nhưng bước qua tuổi 40, 45, 40 cho đến 50 hoặc là 50 cho đến 60 thì là mình mới thấy cái tác dụng của cái phổi. Lúc đó là cái phổi của mình á, là nó yếu, là bắt đầu là mình sẽ bị viêm phổi, hoặc là mình bị phổi có nước, hoặc là mình bị viêm phế quản, hoặc là mình bị ho. À, nói chung là nói nhiều căn bệnh liên quan đến phổi lắm. Cho nên là Ngọc mới khuyến khích là người nào mà đã bị COVID giống như em nè, là bị 3 lần. Em uống là tổng cộng là 6 hộp. Em uống 3 hộp xong em ngưng 5 tháng, xong em uống thêm 3 hộp nữa là em muốn giữ cho cái lá phổi của em á là nó ok, nó trở lại cái lúc ban đầu. Cho nên là hả là em uống để em hỗ trợ cái chức năng về phổi của em. Đó. Tại vì cái phổi là nó nằm ở trong người của mình. Và một cái người mà chưa từng bị mắc COVID và một cái người mà đã bị mắc COVID, khi chúng ta đi vô bệnh viện mà chúng ta chụp hình phổi, hai cái bản phim nó khác nhau liền. Dạ. Những cái người nào mà đã bị bệnh phổi, bị bệnh COVID rồi á, là cái phim phổi á, là nhìn nó khác. Và những người nào mà chưa từng bị cái phim phổi nó khác, nhìn vô là biết liền luôn. Cho nên là em mới nói người nào bị rồi thì mua uống. Uống để là mình tốt cho phổi của mình thôi, để khi mà mình về già đó thì là mình sẽ không có bị phổi. Dạ. À, giống như là về già đó là cái lá phổi của mình đó là nó yếu lắm. Dạ. Còn khi mà mình uống cái này vô á, là cái chức năng của phổi á, là nó sẽ nâng cao lên và nó sẽ hồi phục lại cái phổi của mình giống như là cái lúc ban đầu vậy đó. Còn nếu mà ai mà tiếc tiền á, mà không uống á,
thì cái phổi của mình về già nó yếu dữ lắm. Không, mấy chị không cần phải mua một lúc ba hộp, tại vì cái này á, là lúc nào em cũng có, cho nên là mấy chị chỉ cần mua một hộp. Sau khi mà mình uống hết một hộp, còn có mấy ngày nữa là hết thuốc, thì là mấy chị báo với lại Ngọc, là Ngọc sẽ gửi cho mấy chị, rồi mấy chị uống tiếp. Nhưng mà những người nào mà đã từng bị qua Covid rồi á, thì là nên uống cho Ngọc từ 2 cho đến 3 hộp. Xong rồi là mình ngưng. Mình ngưng cỡ khoảng 4-5 tháng rồi mình uống tiếp một hộp hay hai hộp nữa thôi, rồi là ngưng luôn, không uống nữa nha mấy chị. Là nhiêu đó là đủ rồi. Dạ, nhiêu đó là đủ rồi. Rồi chị nào có muốn lấy cái này không? Vì cái này em còn đâu có mấy hộp con? 9 hộp không? Cái bổ phổi á. Ôi trời ơi, bổ phổi em còn có 3 hộp mà chị ơi. Là em là mấy chị phải đợi em là về thuốc. Chứ còn bây giờ là chỉ còn có 3 thôi. Cho nên rằng là nếu như mà người nào có muốn mua đó thì là mua mỗi người một hộp, hoặc là còn ai mà có muốn mua một lúc luôn 3 hộp cũng được. Rồi. Em quảng cáo thuốc và em giới thiệu về thuốc á, là bao giờ á, là cũng rất là kỹ hết. Cho nên là mấy chị an tâm đi. Em bán thuốc là em bán rất là có tâm. Em không có bán cái gì á, mà nó ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người đâu. Cho nên là mấy chị an tâm đi. Dạ, đây. Thì là em chỉ có thể nói là người nào mà đã bị Covid rồi á, là cái phổi của mình nó sẽ không có được giống như cái lúc mà mình chưa bị phổi. Nếu mà mấy chị tin em thì là mấy chị uống. Còn mấy chị không tin em thì mấy chị không cần uống. Dạ. Mà cái đông trùng hạ thảo của Mỹ á, là cái chất của nó ở trong đó là ok. Dạ. Cái chất ở trong đó rất là ok. Còn nếu mà mình mua đông trùng hạ thảo mà của giống như của Hàn Quốc hay là cái gì đó thì em thấy là không có ok đâu. Dạ. Mà đông trùng hạ thảo của Mỹ thì em thấy là ok rất là nhiều. Rồi, tùy mấy chị. Em chỉ còn có 3 hộp thôi. Em tưởng còn nhiều chứ ai dè nó còn có 3 hộp à. Rồi, mấy chị nào có muốn lấy cái đông trùng hạ thảo này á. Rồi. Nhớ giúp em. Cái bổ phổi này á, là một hộp của nó là 90 viên. Là mình sẽ uống là sáng 1 viên và chiều 1 viên. Là mình uống đều đặn cho em 2 hộp, 3 hộp. Nếu người nào mà uống được 3 hộp thì tốt hơn. Còn ai mà muốn uống 2 hộp cũng được nữa. Nói chung là mình đã bổ sung cái chức năng về phổi cho mình thì là mình uống 2 hộp cũng được, chứ còn không có cần uống nhiều. Rồi, đây. Mấy chị uống cho em thì là nó còn có 3 hộp à, cho nên là mấy chị mua đi. Vì hả là cái này á, là chắc phải 10 ngày nữa là em mới về hàng. Rồi. Rồi, vậy là còn có một hũ của cô thôi phải không? Giờ em còn có một hũ thôi. Mấy chị muốn mua bổ phổi thì là 10 ngày nữa. 10 ngày nữa mấy chị vô mua nha. Với còn bây giờ á, là em, tại vì cái này khách của em mua rất là nhiều. Có những chị á, là coi như là mua rồi xong bây giờ uống hết rồi là quay lại mua uống nữa. Em đâu có bắt mấy chị mua một lúc 3 hộp đâu. Tại vì mua 3 hộp thì nó ngán tiền. Còn mình mua từng hộp á, thì nó rẻ, nó đỡ tiền. Đó, mình mua hết. Tại vì em nhập hoài à. Em nhập liên tục luôn. Cho nên là mấy chị không có sợ hết thuốc. Cái thuốc này á, là em biết là rất là tốt cho phổi. Ngoài công dụng tốt cho phổi mà nó còn tốt cho công dụng của thận nữa. Những người nào á, mà lớn tuổi rồi mà hay bị đi tiểu đêm á. 540.000 một hộp mình uống được 1 tháng rưỡi. 540.000 mình uống được 1 tháng rưỡi. Những người nào mà hay bị đi tiểu đêm với lại hay bị đau ở cái thắt lưng, là có nghĩa là cái thận của mình nó yếu, là nó làm cho mình hay bị đi tiểu đêm, tiểu gắt, thì là mình uống cái này á, là nó cũng tốt về chức năng về thận luôn. Nó không những tốt về phổi mà nó còn tốt về thận nữa. Cho nên là hả là em thấy cái hũ này á, là mấy chị nên uống. 540.000 mình uống được 1 tháng rưỡi. Sau khi uống là mấy chị uống cho em 3 hộp liên tục nha mấy chị. Là mình uống 4 tháng rưỡi rồi mình ngưng. Mình ngưng 4-5 tháng rồi mình uống lại cỡ cho em cỡ khoảng 2 tháng nữa thôi. Rồi là bắt đầu là mình ngưng hẳn. Ngưng luôn không?
đột quỵ thứ sáu mấy chị vô mua giùm em nha mấy chị. Ủa, để đi qua hỏi bố qua cái hũ đột quỵ của bố. Hỏi cái phòng của bố là còn không? Chưa, nếu mà chưa khui nha. Nếu mà chưa khui á thì mượn đỡ đi rồi có gì là trả lại cho bố sao? Thứ sáu nó về rồi nhưng mà nó không có nhiều. Về được có mười mấy hộp à? Mười hộp à? Nó mắc quá. Rồi à, cái hũ này nó còn một hũ cuối cùng. Thì nói chung ai yêu cái sức khỏe của mình. Tại vì mình có sức khỏe. Khui rồi hả? Khui rồi thôi. Ai yêu sức khỏe của mình á thì mình ráng chịu khó mình uống thuốc. Vì Ngọc là dược sĩ, Ngọc bán thuốc là Ngọc phải có tâm. Và mấy chị cũng không có cần thiết là phải mua một lúc là ba chai. Mấy chị chỉ cần mua một chai thôi, uống hết mấy chị vô mấy chị mua tiếp nha. Uống hết mua vô mua nữa, chứ còn không có cần thiết là phải mua một lúc là hai chai ba chai. Mua một chai thôi, uống hết vô mua nữa. Và cái liệu trình của nó là mình phải uống ba hộp xong rồi là mình nghỉ cho em 4-5 tháng rồi mình uống thêm chừng 2 hộp nữa thôi là đủ rồi mấy chị. Thì là lúc mà mình về già đó, lớn tuổi á, là chừng khoảng 60 tuổi trở lên là mấy chị sẽ thấy á, là cái phổi của mình á, là nó sẽ không có giống như là nó làm cho mình nó là bị viêm phổi hoặc là phổi có nước, hoặc là nó làm cho cái phổi của mình nó là nó bị nám phổi. Nói chung là hay lắm. Bản thân em á là sau khi em bị 3 lần, em là em bị tới 3 lần lận á chứ không phải 2 lần đâu, thiệt á. Tại vì bây giờ giống như là mình sống chung với COVID vậy, kể cả là mình có chích vaccine rồi mình cũng vẫn bị COVID, nó bị như vậy đó. Cho nên là em rất là sợ, em phải uống cái này. Và em uống 3 tháng, em uống là 3 hộp liên tục luôn. Rồi bắt đầu là em ngưng. Em ngưng bữa giờ đâu là được đâu 4 tháng rồi. Dạ, em ngưng 4 tháng. Em ngưng 4 tháng. Rồi hả là em đợi đợt sau thuốc về là em uống thêm cỡ khoảng 2 hộp nữa. Đó, thì cái này là em nói chung là em quảng cáo để mà em làm cho cái sức khỏe của mấy chị tốt lên thôi. Chứ nếu mà người nào mà đã bị COVID rồi á, em dám đảm bảo với mấy chị luôn là cái phổi của mấy chị á, là nó sẽ không có được giống như là cái lúc chúng ta chưa bị. Em cam đoan luôn. Dạ, em là người bán thuốc mà. Với lại em là về dược mà, cho nên là hả là mấy chị là yên tâm. Cho nên là hả là mấy chị á, là nghe lời em, mấy chị uống cái này. Rồi bây giờ Ngọc xuống live khoảng chừng nửa tiếng, rồi bắt đầu là em sẽ lên lại là live đầm nha mấy chị. Dạ, em ngưng live một tí xíu, nửa tiếng sau em live đầm nha mấy chị. Rồi, mấy chị đợi Ngọc tí xíu.